Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 126. Thiên Tôn đột nhiên cười tự giễu, nực cười. Ta đúng thực nực cười. Từ trước đến nay, mục đích của nàng ta là muốn đối phó với người sau lưng Diệp Huyên, mà lúc này, nàng ta mới phát hiện suy nghĩ này của bản thân mới nực cười ra sao. Người trước mặt này, chắc chắn đã vượt qua quy nhất cảnh, thậm chí đạt đến cảnh giới mà cả nàng ta cũng chẳng biết. Người sau lưng Diệp Huyên sở dĩ không ở vũ trụ này, là vì người ta quá mạnh, mà thế giới này quá yếu. Người ta xem thường thế giới nhỏ nhoi này. Giờ thì hay rồi. Phe cánh bên mình liên thủ ép người ta phải quay lại. Thế nào là tự tìm đường chết? Đây chính là tự tìm đường chết. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ chân trời, các hạ, thật sự phải tuyệt tình đến vậy sao? Nghe vậy, Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, có hai ông lão đang đứng. Một người áo bào trắng, một người áo bào đen, là nhị thần âm dương của Ám Uyên. Nhìn thấy hai người này, Thiên Tôn vốn dĩ đã hoàn toàn từ bỏ đột nhiên mở bừng hai mắt, lúc này, nàng ta đã nhìn thấy hy vọng rồi. Nhị thần âm dương. Hai người này, mấy vạn năm trước đã đạt đến đỉnh cao quy nhất cảnh. Còn hiện tại, thực lực hai người sâu không lường được, ngay cả nàng ta cũng không mức độ hai người họ ra sao. Lúc này, cô gái áo bào trắng ngẩng đầu nhìn nhị thần âm dương, ông lão áo trắng trong đó nhìn cô gái áo bào trắng, đừng ức hiếp người quá đáng. Cô gái áo bào trắng nhếch miệng cười châm chọc, ức hiếp người quá đáng. Ta cho ngươi xem thế nào là ức hiếp quá đáng. Vừa nói xong, nàng ta đã biến mất không dấu. Trên trời, sắc mặt nhị thần âm dương thay đổi, ông lão áo bào trắng dẫn đầu lập tức đánh một quyền xuống. Quyền này vừa đánh xuống, cả tinh không đều rung động như thể muốn vỡ nứt, vô cùng đáng sợ. Mà lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên đánh ra một quyền. Trong tầm mắt của mọi người, sức mạnh ông lão áo bào trắng kia đột nhiên tan thành mây khói, đồng thời, ông lão áo bào trắng lập tức bị đánh bay cả mấy vạn trượng. Ông ta vừa đứng lại thì thân xác đã nứt vỡ, chỉ còn lại linh hồn. Cùng lúc đó, cô gái áo bào trắng lại đánh ra một quyền, nhưng lần này, mục tiêu nàng ấy là ông lão áo bào đen bên cạnh. Ông lão áo bào đen chưa kịp phản ứng thì thân xác đã vỡ vụn. Lập tức bị miểu sát. Thấy vậy, mọi người trong sân đều hóa đá. Còn Thiên Tôn bên dưới thì vô cùng tuyệt vọng. Thật sự tuyệt vọng. Nhị thần âm dương ở trước mặt cô gái này cũng không có sức lực chống đỡ nổi. Rốt cuộc cô gái này mạnh đến nhường nào? Cô gái áo bào trắng lập tức lấy linh hồn của nhị thần âm dương đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, mau hấp thụ. Bổ sung một ít. Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên ngây người, cô gái áo bào trắng nhẹ giọng nói, đừng ngây người nữa. Mau hấp thụ. Thấy vậy, sắc mặt mọi người trong sân đều vô cùng kỳ lạ. Cô gái này khi đối mặt với người khác thì tính khí tàn bạo như núi lửa, mà đối mặt với Diệp Huyên thì lại dịu dàng như nước vậy. Diệp Huyên do dự, sau đó nhìn linh hồn Thiên Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, có chút oán hận, Diệp Huyên, người sau lưng ngươi nghịch thiên như vậy, tại sao ngươi không nói sớm? Diệp Huyên nhìn Thiên Tôn, ta nói ta là con trai của Cửu Duy Vị Diệt, tin sao? Thiên Tôn quay đầu nhìn cô gái áo bào trắng, cô gái áo bào trắng vô cảm, con trai Cửu Duy Vị Diện là sao? Ca ca, nếu huynh muốn, ta sẽ đánh hạ Cửu Duy, để huynh làm chủ nhân của Cửu Duy Vị Diện. Diệp Huyên. Thiên Tôn. Ngay lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ tinh không xa xôi, luồng hơi thở này mạnh mẽ đến mức cả tinh không đều chấn động. Thấy vậy, mọi người trong sân đều đồng loạt nhìn tinh không xa thẳm kia. Cô gái áo bào trắng khẽ nheo mắt, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Mà lúc này, đột nhiên Thiên Tôn nhìn tinh không xa thẳm kia, run giọng nói, hẳn là cao thủ của Ám Uyên ta rồi. Chẳng lẽ là Uyên chủ? Chủ nhân Ám Uyên? Nghe thấy lời của Thiên Tôn, ánh mắt nhị thần âm dương cũng có chút hy vọng. Uyên chủ? Đó chính là cao thủ trên cả quy nhất cảnh hàng thật giá thật. Hơn nữa, mười mấy vạn năm trước đã là cao thủ trên quy nhất cảnh rồi. Bên kia,
các cao thủ thế giới Bà Sa lúc này cũng có chút kích động. Cao thủ đỉnh cao của Ám Uyên đến rồi. Có hy vọng rồi. Không nhìn thấy sắc mặt cô gái áo bào trắng kia có chút nghiêm trọng rồi sao? Trong tinh không xa thẳm, luồng hơi thở kia càng lúc càng mạnh, hơi thở này không hề yếu hơn cô gái áo bào trắng kia. Ngay lúc này, tinh không đột nhiên bị xé rách, sau đó, một cô gái bước ra từ trong đó. Cô gái cầm một thanh kiếm trong tay. Sau khi cô gái bước ra, nàng ấy liếc nhìn mọi người bên dưới. Ai dám ức hiếp người nhà họ Dương? Mọi người! Ai đang ức hiếp người nhà họ Dương? Khi nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên cũng ngây người. Người đến là ai? Mà ba người thiên tôn cũng sững sờ, bởi vì người đến kia cũng không phải chủ nhân Ám Uyên. Nên biết, chủ nhân Ám Uyên là đàn ông. Ngay lúc này, con người thiên tôn bỗng co lại, ngươi là Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân. Nghe thấy lời của thiên tôn, sắc mặt nhị thần âm dương đều thay đổi. Tư Đồ Thính Vân. Cái tên này đối với Ám Uyên mà nói, quả thực là một cơn ác mộng. Ban đầu chính là người phụ nữ một mình một kiếm chém giết Ám Uyên, gần như là tiêu diệt cả Ám Uyên. Nếu không phải cô gái đó đột nhiên rời đi, thì Ám Uyên cũng chẳng còn rồi. Người phụ nữ này đến rồi. Thiên tôn hoàn toàn tuyệt vọng. Cô gái đã biến mất không biết bao nhiêu năm nay, đã quay lại vùng vũ trụ này vì Diệp Huyên. Lúc này, bà ta chợt phát hiện. Suy nghĩ muốn tiêu diệt người đứng sau Diệp Huyên đám người bên mình lúc trước mới ngây thơ đến nhường nào. Người sau lưng Diệp Huyên này chỉ tùy tiện lồi ra một người thì đều không phải người mà bọn họ có thể đối phó. Ở bên kia, các cao thủ thế giới Bà Sa thì vẻ mặt đều cứng đờ. Cô gái vừa mới xuất hiện này không phải người của Ám Uyên, mà là bên phía Diệp Huyên. Xong rồi. Lúc này... Các cao thủ thế giới Bà Sa đều vô cùng tuyệt vọng. Một cô gái áo bào trắng đã khiến mọi người tuyệt vọng. Bây giờ lại thêm một kiếm tu không hề kém cô gái áo bào trắng kia. Ánh mắt Tư Đồ Thính Vân bỗng nhìn Diệp Huyên, là ngươi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, cô là Tư Đồ Thính Vân tiền bối sao? Tư Đồ Thính Vân cười nói, ngươi nên gọi ta là Sư Tỷ. Sư Tỷ. Diệp Huyên. Tư Đồ Thính Vân đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta đánh giá Diệp Huyên, lắc đầu quá yếu. Diệp Huyên hổ thẹn. Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nhìn cô gái áo bào trắng, vẻ mặt cô gái áo bào trắng bình tĩnh. Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta có nghe nói về ngươi. Cô gái áo bào trắng nhìn Tư Đồ Thính Vân, quả thực sau ông ta, thì đúng là người có thiên phú kiếm đạo cao nhất. Không đúng. Thiên phú kiếm đạo của cô còn trên cả ông ta. Tư Đồ Thính Vân. Thật ra, cô gái áo bào trắng nói không hề quá. Phải biết rằng, ban đầu Tư Đồ Thính Vân dựa vào tam tuyệt kiếm ý của người đàn ông mặc thanh sam mới đi được đến trình độ hiện tại. Có thể nói, trong kiếm tông ngoài người đàn ông mặc thanh sam thì thành tựu của Tư Đồ Thính Vân là cao nhất. Tư Đồ Thính Vân cười nói, chúng ta làm chuyện chính trước. Cô gái áo bào trắng gật đầu, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, mau hấp thụ đi. Diệp Huyên không chần chừ, hắn lập tức hấp thụ linh hồn nhị thần âm dương và thiên tôn kia, mà sau khi hấp thụ linh hồn ba người họ, thì linh hồn hắn lập tức khôi phục với tốc độ nhanh kinh khủng. Khi Diệp Huyên tiêu hóa những linh hồn mạnh mẽ kia, cô gái áo bào trắng đột nhiên quay đầu nhìn đám người thế giới Bà Sa, lúc này, một ông lão bước ra từ trong đó. Ông lão khẽ hành lễ với cô gái áo bào trắng, tại hạ Tiêu Bình sinh từ Tiêu tộc, bái kiến tiền bối, tiền bối. Cô gái áo bào trắng đột nhiên đánh mạnh một quyền. Tiêu Bình sinh chết ngay lập tức. Linh hồn trực tiếp bị tiêu diệt. Mọi người. Lúc này, những cao thủ còn lại của thế giới Bà Sa đều sợ hãi đến cùng cực. Đây là miểu sát đấy. Nếu chỉ là chiến thắng thì cũng không đáng sợ đến vậy. Nhưng đây là miểu sát. Chỉ một quyền mà một cao thủ quy nhất cảnh cũng không có sức lực chống trả. Lúc này, Hồ Bất Quy của Quy Đạo Viện đột nhiên nói, rút. Nói rồi lão ta quay người chạy trốn. Chỉ có thể trốn. Đối mặt với sát thần áo bào trắng này,
bọn họ chỉ không có bất kỳ cơ hội nào. Cô gái áo bào trắng liếc nhìn Hồ Bất Quy, ta cho các người chạy rồi sao? Vừa dứt lời, nàng ấy đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm! Ở phía xa, sắc mặt Hồ Bất Quy thay đổi, lão ta đột nhiên quay người, đánh mạnh một quyền. Lão ta biết không đánh lại nhưng lúc này, lão ta không đánh cũng phải đánh, không đánh sẽ chết, mà đánh có lẽ còn có một đường sống. Ầm! Ngay khi Hồ Bất Quy đánh ra một quyền, một luồng sức mạnh như thủy triều cuồn cuộn trên nắm quyền của lão ta, thế nhưng ngay sau đó, luồng sức mạnh này lập tức biến mất không dấu vết, đồng thời, cả người lão ta lập tức bị một luồng sức mạnh kinh người quét sạch. Trực tiếp quét sạch. Mà cô gái áo bào trắng chưa hề dừng tay, đột nhiên nàng ấy vung tay, kiếm Thiên Chu lập tức bay ra, tiếp đó, một luồng kiếm quang phá không xuyên qua, đi đến cả mấy vạn dặm. Vù. Một kiếm xuyên mấy vạn dặm. Nơi chân trời, đầu người đẫm máu rơi xuống không ngừng. Thấy cảnh này, đám người Tô Chiết trong tối cũng mang vẻ mặt sợ hãi. Phải biết rằng, bà Sa Tông và Á Nguyên cộng lại cũng đến mười mấy cao thủ quy nhất cảnh và hơn trăm bị cao thủ thành đạo cảnh. Thế nhưng, những người này bây giờ lại như rau dưa bị cắt ra, cũng chẳng có sức chống đỡ. Một kiếm này, trực tiếp giết chết mười mấy vị thành đạo cảnh và quy nhất cảnh. Thực lực này. Tô Chiết lau mồ hôi trên trán, lần này lão ta nhìn sang Diệp Huyên đang hấp thụ linh hồn cách đó không xa, muội muội này của Diệp công tử, cũng không biết hắn có bao nhiêu muội muội, thật đáng sợ. Đám người thượng chủ bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Không thể không nói, bọn họ đã bị chấn động rồi. Cao thủ là thế nào? Đây chính là cao thủ. Mà bản thân bọn họ ở trước mặt cao thủ như vậy, quả thực yếu hệt như đám gà con. Huyền Sơ ở bên kia cũng đang nhìn cảnh tượng này. Trước mặt nàng ta, còn có một cô gái đang đứng, chính là Việt Tôn đã từng tiếp xúc với Diệp Huyên trước đó. Việt Tôn lúc này, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Trước khi nàng ta đến, đã cố ý điều tra Diệp Huyên, đương nhiên, chủ yếu nàng ta muốn điều tra cô gái váy trắng. Thế nhưng nàng ta không ngờ cô gái váy trắng không xuất hiện, mà cô gái áo bào trắng này lại xuất hiện. Nàng ta lại càng không ngờ đến là cô gái áo bào trắng này lại mạnh đến mức này, chắc chắn là vượt xa quy nhất rồi. Lần này, Á Nguyên và thế giới bà Sa đụng phải cửa sắt rồi. Phía sau Việt Tôn, đại trưởng lão bà Sa Tông đột nhiên lau mồ hôi, cũng may nghe theo lời Huyền Sơ, không liên thủ cùng Á Nguyên họ. Ông ta lúc này thực sự nghĩ lại mà sợ. Nếu lúc trước bọn họ liên thủ cùng Á Nguyên, thì sẽ mang đến tai họa nặng nề cho bà Sa Tông rồi. Tuy bà Sa Tông nội tình thâm sâu, nhưng cũng không chống đỡ nổi báo thù từ cao thủ như vậy. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là, cao thủ như vậy không chỉ có một. Ai biết còn có đến mấy người. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên phía xa, không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở phía xa, sau khi một kiếm của cô gái áo bào trắng giết chết những cao thủ kia, nàng ấy lập tức thu lấy toàn bộ linh hồn những cao thủ đó sau đó đưa đến trước mặt Diệp Huyên, hấp thu. Linh hồn Diệp Huyên lúc trước và lúc sau, có thể nói là linh hồn vô cùng yếu, mà cách tốt nhất để khôi phục linh hồn chính là dùng linh hồn. Mà lúc này, linh hồn những cao thủ này bây giờ đối với Diệp Huyên mà nói, quả thực chính là cực bổ. Sau khi Diệp Huyên nuốt chửng linh hồn Thiên Tôn và nhị thần âm dương, hơi thở linh hồn hắn lập tức tăng mạnh. Cô gái áo bào trắng đột nhiên quay đầu nhìn Tô Chiết cách đó không xa, thấy vậy, Tô Chiết vội nói, tiền bối. Ta là bạn của Diệp công tử. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Huyên gật đầu, tiền bối Tô Chiết và mọi người đã giúp ta không ít. Cô gái áo bào trắng khẽ gật đầu, nàng ấy nhìn Tô Chiết cảm tạ. Nghe vậy, Tô Chiết cũng run rẩy, tiền bối này nói cảm tạ cũng khiến lão ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà cũng may, tiền bối này xem ra cũng nói lý được. Mà cô gái váy trắng kia, lại thực sự không nói lý kìa. Cô gái áo bào trắng nhìn đám người Việt Tôn, thấy vậy, đại trưởng lão vội nói, các hạ, chúng ta và Diệp công tử cũng là bạn tốt. Cô gái áo bào trắng rời tầm mắt, nàng ấy nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lúc này đang điên cuồng hấp thụ linh hồn những cao thủ kia.
thật sự là rất bổ. Nhất là hắn còn có kiếm chấn hồn. Hắn hấp thụ hay kiếm chấn hồn hấp thụ cũng không khác biệt quá nhiều. Cô gái áo bào trắng cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, ánh mắt nàng ấy vô cùng dịu dàng. Thật ra, năm đó nàng ấy đã không quan tâm đến chuyện gì nữa, bởi vì đã không còn để tâm đến nữa. Trận chiến của thiên mệnh váy trắng và người đàn ông áo thanh sam kia, sở dĩ nàng ấy lựa chọn giúp đỡ người đàn ông áo sam không phải là sợ cô gái váy trắng, mà vì nàng ấy thực sự cũng muốn cô gái váy trắng có thể nghịch thiên cải mệnh. Bốn người bọn họ, nợ nhiều nhất thực ra chính là Kaka. Dù là nàng ấy, hay là cô gái váy trắng, cả đời cũng không thể quên được cậu nhóc chết đói bên trong hang động kia. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên mở bừng mắt, hắn không còn hấp thụ những linh hồn kia nữa, bởi vì linh hồn hắn đã khôi phục bình thường, những linh hồn còn lại thì để kiếm chấn hồn hấp thụ thì tốt hơn. Diệp Huyên nhìn cô gái áo bào trắng, Thanh Nhi. Cô gái áo bào trắng gật đầu, nàng ấy đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó nắm tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, xin lỗi, muội đến trễ rồi. Diệp Huyên cười khổ nói, ta nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ chết rồi. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, có muội ở đây, huynh sẽ không chết. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, muội và Thanh Nhi kia thật mạnh. Muội biết nàng ấy bây giờ ở đâu không? Cô gái áo bào trắng ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi, một lúc sau, nàng ấy lắc đầu, nàng ấy cách chúng ta rất rất xa. Diệp Huyên hỏi, là vì nguyên nhân tai cách của ta sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhíu mày, rốt cuộc đó là gì? Cô gái áo bào trắng im lặng một lúc, sau đó nói, là một thứ rất phức tạp. Ta không biết nguyên nhân tai ách này là do người khác đưa cho huynh, hay là do tự huynh tạo thành, lúc trước ta cũng đã điều tra chuyện này, vừa có chút manh mối thì sau đó có người báo cho muội, nói huynh gặp nguy hiểm. Diệp Huyên vội hỏi, ai báo cho muội? Cô gái áo bào trắng im lặng. Diệp Huyên đang định hỏi thì cô gái áo bào trắng khẽ lắc đầu, cuối cùng sẽ có một ngày, huynh sẽ hiểu hết mọi chuyện. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó gật đầu, được. Ta không hỏi nữa. Cô gái áo bào trắng quay đầu nhìn Tô Chiết phía xa, ám huyên gì đó là ở nơi nào. Nghe vậy, Tô Chiết bỗng ngây người, sau đó là vui mừng như điên. Tô Chiết vội nói, tiền bối, ta nguyện ý dẫn đường. Cô gái áo bào trắng gật đầu, dẫn đường đi. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đi tính nợ. Diệp Huyên. Tư Đồ Thính Vân ở bên cạnh chợt lên tiếng, có cần ta giúp không? Cô gái áo bào trắng kéo tay Diệp Huyên đi về phía xa, đầu cũng không quay lại, ngươi cảm thấy có cần không? Cùng với sự rời đi của Diệp Huyên và cô gái áo bào trắng, tinh không vũ trụ ngũ duy đột nhiên gian trở nên yên lặng. Trong bóng tối, Việt Tôn nhẹ giọng nói, ám huyên sắp xảy ra tai họa rồi. Huyền Sơ nhẹ giọng nói, sợ là không chỉ ám huyên. Nghe vậy, Việt Tôn khẽ nhếch khóe miệng, đúng vậy. Nhưng đối với chúng ta mà nói, là chuyện vô cùng tốt. Một bên, Đại trưởng lão đột nhiên nói, Việt Tôn, nếu Diệp Huyên muốn cuốn đạo kinh cuối cùng của bà Sa Tông, chúng ta. Việt Tôn nhìn thoáng qua Đại trưởng lão, người còn chờ hắn muốn. Không phải chúng ta nên chủ động đưa cho hắn sao? Đại trưởng lão. Chấm chấm chấm. Bên kia. Thượng chủ đột nhiên cười nói, các ngươi thấy thế nào? Phía sau ông ta, đám người La Hầu trầm lặng. Thấy thế nào? Cô gái kia đã vô địch rồi, còn thấy thế nào? Si Yêu Yêu đột nhiên cười nói, chúng ta nên thấy vui mừng, không phải sao? Thượng chủ cười nói, đúng vậy. Nói xong, ông ta nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói, ta rốt cục cũng hiểu vì sao tiên tổ của đạo đình lại lựa chọn hắn rồi. Có những cao thủ mạnh như vậy ở phía sau hắn, hắn muốn xây dựng lại trật tự, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? La Hầu đột nhiên nói, ám huyên có thể ngăn vị tiền bối kia không? Thượng chủ nhẹ giọng nói, ta cảm thấy không ngăn được. Bất quá, vị tiên tổ của ám huyên cũng không phải là nhân vật đơn giản, người có thể sáng tạo ra ám kinh. Sao có thể là người bình thường? Hơn nữa, ám huyên truyền thừa đến nay. Nội tình thâm sâu trong đó chúng ta khó mà tưởng tượng được.
Si Yêu Yêu cười nói, đây đã không phải là chuyện chúng ta cần bận tâm nữa rồi. Thượng chủ mỉm cười, quả thực. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Từ Đồ Thính Vân ở xa xa, chúng ta thiếu chút nữa đã quên vị tiền bối này. Chấm chấm chấm. Xa xa, một cô gái đi đến trước mặt Từ Đồ Thính Vân, chính là Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ cười nói, Thính Vân. Từ Đồ Thính Vân mỉm cười, Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ do dự một lát, sau đó nói, người có biết tin tức của hắn không? Từ Đồ Thính Vân lắc đầu, không biết. Lục Sư Tỷ trầm lặng. Từ Đồ Thính Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm ở cách đó không xa, nhìn thấy Từ Đồ Thính Vân nhìn sang, Niệm Niệm vội vàng cúi đầu. Từ Đồ Thính Vân đi đến trước mặt Niệm Niệm, nàng ta nhìn Niệm Niệm, cười nói, ngươi tên gì? Niệm Niệm nhẹ giọng nói, Niệm Niệm. Từ Đồ Thính Vân quay đầu nhìn về phía Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ hơi do dự, sau đó nói, nàng ta là thiên đạo của Ngũ Duy. Thiên đạo. Từ Đồ Thính Vân mỉm cười, thật thú vị, vũ trụ này thế nhưng còn có cao thủ giống như ngươi. Lục Sư Tỷ nhìn về phía Từ Đồ Thính Vân, Thính Vân, ngươi có thể giúp nàng ta khôi phục trí nhớ không? Từ Đồ Thính Vân lắc đầu. Lục Sư Tỷ nhíu mày, ngươi cũng không có thể. Từ Đồ Thính Vân cười nói, nàng ta mất đi trí nhớ, có thể là nàng ta cố ý làm vậy, ta tin rằng, vào thời điểm cần thiết, nàng ta sẽ tự khôi phục trí nhớ. Cố ý làm vậy. Lục Sư Tỷ nhìn về phía Niệm Niệm, trầm lặng. Rất nhanh, sắc mặt nàng ta trở nên phức tạp. Thiên đạo Ngũ Duy là nhân vật như thế nào? Đó là một người có thực lực và trí tuệ gần như yêu. Người như thế, sao có thể mất trí nhớ? Chẳng lẽ nàng ta lại đang mưu tính điều gì? Đúng lúc này, Từ Đồ Thính Vân đột nhiên quay đầu, trong truyền tống trận giữa thế giới Bà Sa và vũ trụ Ngũ Duy, một hơi thở mạnh mẽ đang lao tới vũ trụ Ngũ Duy với tốc độ cực nhanh. Thế giới Bà Sa lại phái cao thủ đến đây. Tại đây, tất cả mọi người đang nhìn truyền tống trận kia. Rất nhanh, một ông lão đi ra, sau khi bước ra, ông ta nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, người đâu? Không ai trả lời ông ta. Ông lão đột nhiên nhìn về hướng đám người Việt Tôn, bọn họ đâu rồi? Việt Tôn cười nói, hóa ra là Thái Thượng Trưởng Lão của Huyền Ngoa Tông. Ông lão nhìn Việt Tôn, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việt Tôn do dự một lát. Sau đó nói, ta cũng muốn nói cho ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm thấy, ngươi có thể sẽ không tin. Ông lão nhìn chằm chằm vào Việt Tôn, bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Việt Tôn gật đầu, đúng vậy. Sắc mặt ông lão trở nên âm trầm, không thể nào. Dường như nghĩ đến cái gì, ông ta lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Từ Đồ Thính Vân, ngươi là ai? Từ Đồ Thính Vân cười nói, ta xem như là sư tỷ của Diệp Huyên. Diệp Huyên. Ông lão híp mắt lại, tay phải ông ta từ từ nắm chặt, nhưng không dám động thủ. Bởi vì cô gái trước mặt mang lại cho ông ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Theo ông ta thấy, đây là điều rất vô lý, bởi vì ông ta đã đạt đến quy nhất cảnh đỉnh cao, thế gian này không có mấy người có thể gây ra mối đe dọa với ông ta. Nhưng giờ phút này, ông ta quả thật cảm giác được nguy hiểm. Ông lão suy nghĩ, sau đó buông lỏng tay phải, ông ta thấy vẫn nên cẩn thận khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ông ta nhìn về phía Từ Đồ Thính Vân, các hạ, người của Huyền Ngoa Tông ta đâu? Từ Đồ Thính Vân cười nói, chết rồi. Sắc mặt ông lão lập tức trở nên lạnh lùng, chết rồi. Huyền Ngoa Tông của ta có 8 vị cao thủ quy nhất cảnh, mấy chục thành đạo cảnh. Ngươi nói bọn họ chết rồi. Từ Đồ Thính Vân gật đầu, quả thực đã chết rồi. Ông lão giận quá hóa cười, chết rồi. Đừng nói với ta, là ngươi giết bọn họ. Từ Đồ Thính Vân lắc đầu, điều này thì không phải. Ông lão tức giận chỉ Từ Đồ Thính Vân, thật là nực cười, 8 vị cao thủ quy nhất cảnh, cộng thêm thế lực như Huyền Cơ Môn, tổng cộng hơn 10 vị cao thủ quy nhất cảnh, ngươi nói bọn họ bị giết, ngươi. Từ Đồ Thính Vân đột nhiên cắt ngang lời ông lão, quy nhất cảnh rất mạnh sao? Ông lão sửng sốt. Từ Đồ Thính Vân do dự một lát, sau đó nói,
không có ý mạo phạm, nhưng ta cảm thấy giết một cao thủ quy nhất cảnh, không phải có tay là được rồi sao? Mọi người! Bên kia, biểu cảm của Việt Tôn rất không tự nhiên. Thượng chủ kia lắc đầu cười khổ, quá đả kích người khác rồi. Trước mặt Tư Đồ Thính Vân, ông lão đột nhiên tự chỉ vào mình, cười nói, ta chính là cao thủ quy nhất cảnh, các hạ có tay, hơn nữa là hai tay, không bằng thử giết ta xem. Tư Đồ Thính Vân chớp chớp mắt, đây là ngươi nói đấy. Ông lão cười nói, là ta nói, ngươi. Lời nói đến đây, đồng tử ông lão chợt co rụt lại, bởi vì ông ta nhìn thấy một thanh kiếm vô cùng bình thường, thanh kiếm kia mới đầu có hơi mơ hồ, nhưng rất nhanh liền trở nên rõ ràng, song khi ông ta nhìn rõ thanh kiếm, nó đã đâm vào cổ họng ông ta. Một kiếm xuyên qua cổ họng. Ông lão có chút không thể tin được nhìn Tư Đồ Thính Vân ở xa xa, đây. Tư Đồ Thính Vân nhún vai, là ngươi bảo ta giết. Ông lão có hơi ngỡ ngàng nói, vì sao? Vì sao ta ngay cả một kiếm của ngươi cũng không tiếp nổi? Tư Đồ Thính Vân chớp chớp mắt, có lẽ ngươi hơi yếu. Ông lão đột nhiên gào thét nói, ta là quy nhất cảnh đỉnh phong. Ta là một quy nhất cảnh đỉnh phong. Tư Đồ Thính Vân hơi do dự, sau đó nói, là ta nói sai rồi. Không phải ngươi yếu, mà là quy nhất cảnh rất yếu. Ông lão! Bên kia! Việt Tôn lắc đầu, cô gái này nói chuyện thật làm người khác khó chịu. Ta nghe không nổi nữa rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Huyền Sơ. Một bên khác, thượng chủ lắc đầu cười khổ, tiền bối này nói chuyện. Cáo từ cáo từ. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đám người la hầu. Xa xa, trước mặt Tư Đồ Thính Vân, ông lão có hơi ngỡ ngàng. Trong nháy mắt khi Tư Đồ Thính Vân xuất kiếm, ông ta biết, ông ta đã gặp phải cao thủ chân chính. Đối phương quá mạnh, chính mình quá yếu. Ở một vài nơi, quy nhất cảnh là đỉnh của kim tự tháp, nhưng ở một vài chỗ, có thể lại giống như rau cải trắng. Hoàn cảnh khác nhau, giá trị sẽ khác nhau. Lúc này, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nhìn về phía Lục Sư Tỷ, chúng ta ôn lại chuyện cũ. Lục Sư Tỷ gật đầu, được. Hai nàng rời đi. Trong tinh không lại khôi phục sự yên tĩnh. Chấm chấm chấm. Trong tinh không nào đó, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, ở bên cạnh hắn là cô gái áo bào trắng. Mà ở trước mặt hai người cách đó không xa là Tô Chiết. Lúc này Tô Chiết hưng phấn một cách lạ thường. Cổ thần Uyên và Ám Uyên đã tranh đấu bao nhiêu năm rồi? Rất nhiều năm. Thế mà, song phương vẫn không tranh ra kết quả. Nhưng hiện tại, cục diện này sắp thay đổi rồi. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía cô gái áo bào trắng, Thanh Nhi, muội có biết về nguồn gốc huyết mạch của ta không? Cô gái áo bào trắng gật đầu, biết. Diệp Huyên vội vàng hỏi, ta là ai? Cô gái áo bào trắng hơi do dự, sau đó nói, ta biết cha của huynh là ai, nhưng ta không biết mẹ của huynh. Những điều ta biết đó là mẹ của huynh không phải người bình thường. Độc Cô Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, mẹ của ta là Độc Cô Huyên, nhưng lúc trước bà ấy nói phải đi tìm một người, mà sau khi đi thì không có tin tức gì nữa. Cô gái áo bào trắng nói, bà ấy rất phức tạp, về phần cụ thể, ta cũng không biết, nhưng điều ta có thể biết là bà ấy không phải người bình thường. Diệp Huyên trầm lặng. Cô gái áo bào trắng lại nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, việc huynh phải làm là sống thật tốt. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta muốn trở nên mạnh mẽ giống như muội. Cô gái áo bào trắng nói, thời gian. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, Thanh Nhi mà ta với huynh quen biết kia đều đã sống hơn 20 vạn năm, nếu huynh sống lâu như vậy, cũng sẽ mạnh như vậy. Hơn 20 vạn năm. Diệp Huyên có chút tò mò, Thanh Nhi. Các muội vốn đều đến từ vũ trụ tam duy sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu, phải. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao người của vũ trụ tam duy đều khủng bố như vậy? Cô gái áo bào trắng trầm lặng một lúc lâu, sau đó nói, cả vũ trụ tam duy, cũng chỉ có mấy người đặc biệt. Diệp Huyên lại hỏi, Thanh Nhi, muội đã từng đến nơi rất xa, muội có biết vũ trụ này rốt cuộc rộng lớn như thế nào không? Cô gái áo bào trắng lắc đầu,
không có điểm cuối. Diệp Huyên hỏi, lớn vô tận. Cô gái áo bào trắng gật đầu, gần như là vậy. Nói đến đây, nàng ta dường như nghĩ đến cái gì, lại nói có một nơi, huynh phải cẩn thận chút. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Cô gái áo bào trắng đang muốn nói, Tô Chiết ở xa xa đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta tới rồi. Tới rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, có một vực sâu rất lớn, vực sâu kia tựa như một hố đen vũ trụ, thâm sâu và thần bí. Ám Uyên. Tô Chiết trầm giọng nói, tiền bối, đây là Ám Uyên, bốn phía quanh Ám Uyên có kết giới hùng mạnh. Lúc này, cô gái áo bào trắng đánh một quyền ra. Ầm. Vực sâu to lớn kia rung lên kịch liệt, ngay sau đó, kết giới quanh vực sâu trực tiếp tan thành mây khói. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía vực sâu kia, mặt không chút thay đổi, các người tự sát, hay là ta giết? Tô Chiết. Bá đạo. Quá bá đạo. Tô Chiết nhìn thoáng qua cô gái áo bào trắng, vì sao muội muội của Diệp Huyên này đều bá đạo như vậy? Nhưng vào lúc này, vực sâu kia đột nhiên rung động, ngay sau đó, một ông lão đi ra. Tô Chiết vội vàng nói, tiền bối, người này là một vị trưởng lão của Ám Uyên, thực lực tại quy nhất cảnh đỉnh cao. Cô gái áo bào trắng gật đầu, người không cần giới thiệu một người sắp chết cho ta. Tô Chiết. Xa xa, ông lão kia hơi hành lễ với cô gái áo bào trắng, tiền bối, việc lần này là Ám Uyên ta không phải. Ám Uyên ta sẵn lòng trả lại hai cuốn đạo kinh kia, đồng thời nhận lỗi với Diệp công tử. Nhận sai rồi. Rất rõ ràng, Ám Uyên đã biết chuyện xảy ra ở vũ trụ ngũ duy. Cô gái áo bào trắng nhếch khóe miệng cười khinh thường, xin lỗi. Nói xong, nàng ta đánh một quyền ra. Ầm. Ông lão kia còn chưa kịp phản ứng lại đã lập tức bị một quyền này của cô gái áo bào trắng nổ thành mảnh vụn. Cô gái áo bào trắng nói, huynh, xin lỗi ông ta một câu. Diệp Huyên. Tô Chiết sắc mặt cổ quái. Lúc này, lại một ông lão của Ám Uyên đi ra, trong tay ông lão cầm một ba tong màu đen, ông ta nhìn cô gái áo bào trắng, các hạ, thật sự muốn làm mọi chuyện đến tận cùng như vậy sao? Cô gái áo bào trắng mặt không chút thay đổi, khi các ngươi nhằm vào huynh của ta, có từng nghĩ lưu tình không? Ông lão trầm giọng nói, các hạ, chúng ta đã biết sai rồi. Sắc mặt cô gái áo bào trắng trở nên dữ tợn, sai. Nếu đã biết sai rồi, vậy ngươi còn không chết. Tô Chiết trừng mắt nhìn, xấu hổ toát mồ hôi. Tiền bối này thật là đáng sợ. Xa xa, ông lão kia nhìn chằm chằm vào cô gái áo bào trắng, các hạ, Ám Uyên ta cũng không phải dễ ức hiếp đâu. Cô gái áo bào trắng cười gằn, bây giờ ta sẽ ức hiếp cho ngươi xem. Nói xong, nàng ta đánh mạnh một quyền ra. Ầm. Vực sâu to lớn ở phía xa bắt đầu vỡ vụn. Ông lão kia nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi rõ rệt, cô gái áo bào trắng thế này là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới Ám Uyên. Ông lão vội vàng nói, tế trận. Vừa dứt lời, Ám Uyên đột nhiên kịch liệt rung lên kịch liệt, ngay sau đó từng lưỡi dao khổng lồ màu đen bay ra từ Ám Uyên, mà trong những lưỡi dao kia có thể nhìn thấy bóng người. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên nghiêm túc, những lưỡi dao khổng lồ này đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng xé rách không gian. Lúc này, cô gái áo bào trắng đấm một quyền. Ầm. Những lưỡi dao khổng lồ kia trực tiếp hóa thành hư vô, cùng lúc đó, cả Ám Uyên bắt đầu vỡ thành mảnh nhỏ. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên trong Ám Uyên, ngay sau đó, vô số người chạy ra từ Ám Uyên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của ông lão ở gần đó liền trắng bệch, giờ phút này, ông ta thật sự tuyệt vọng. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh đến như vậy? Cô gái váy trắng đang định ra tay tiếp, mà lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô gái áo bào trắng. Tô Chiết nhìn thấy người này, sắc mặt liền trở nên nghiêm trang, hắn ta vội vàng nói, tiền bối, người này là Uyên chủ đương nhiệm của Ám Uyên, tên Mạc Uyên. Mạc Uyên nhìn thấy cô gái áo bào trắng, người có phải là đến từ Huyền Thành? Cô gái áo bào trắng mặt không chút biểu cảm, không trả lời, trực tiếp đánh một quyền. Xa xa,
Đồng tử mắt Mạc Uyên chợt co rụt lại, ngay sau đó, hắn ta đột nhiên tiến gần đến, cũng đánh một quyền ra. Trong khoảnh khắc quyền kia đánh ra, không gian bốn phía xung quanh hắn ta liền vặn vẹo thành một hình dáng kỳ lạ, cùng lúc đó, bốn phía tinh không càng là nứt ra từng tấc một. So với một quyền đơn giản của cô gái áo bào trắng, khí thế một quyền này của Mạc Uyên có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng mà rất nhanh, lực lượng một quyền kia của Mạc Uyên dần dần tiêu tan, giống như là tuyết gặp phải dầu sôi. Mạc Uyên nhìn thấy vậy, đồng tử chợt co lại, làm sao? Có thể. Vừa dứt lời, cả người hắn ta lập tức biến mất không chút tung tích. Một quyền giết trong chớp mắt. Xa xa, sắc mặt của Tô Chiết trở nên vô cùng nghiêm túc. Giờ phút này đích hắn, trong lòng như sông cuộn biển gầm, vô cùng chấn động. Hắn ta biết, hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của vị tiền bối này một cách nghiêm trọng. Người kia là Mạc Uyên. Uyên chủ đương nhiệm của Ám Uyên, thế mà cứ như vậy bị một quyền của cô gái áo bào trắng đánh biến mất. Diệp Huyên cũng hơi khiếp sợ, thực lực của Thanh Nhi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cô gái áo bào trắng cũng không có dừng tay, nàng ta nhìn về phía Ám Uyên đang vỡ thành mảnh nhỏ kia, lại đánh một quyền ra. Một quyền ấn thổi quét đi. Nếu một quyền này vào Ám Uyên, thì cả Ám Uyên sẽ biến thành hư vô trong tức khắc. Một quyền diệt một giới. Nhưng, ngay khi một quyền kia sắp vào Ám Uyên, một dấu tay chợt lóe lên từ trong Ám Uyên. Ầm. Quyền ấn của cô gái áo bào trắng lập tức bị ngăn cản, nhưng ngay sau đó, dấu tay kia trực tiếp vỡ vụn, quyền ấn đánh thẳng một mạch, trực tiếp tiến vào trong Ám Uyên. Nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Cách đó không xa, sắc mặt Tô Chiết trở nên nghiêm túc. Hắn ta biết, cao thủ thật sự của Ám Uyên đã xuất hiện rồi. Chính là vị đạo lão nhị của Ám Uyên sao? Cô gái áo bào trắng nhìn Ám Uyên, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, một ông lão đi ra từ trong Ám Uyên, ông lão lưng hơi còng, tóc bạc phơ, trông vô cùng yếu ớt. Tô Chiết nhăn mày. Bởi vì hắn ta căn bản không biết ông lão này. Ông lão lưng còng nhìn về phía cô gái áo bào trắng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, không ngờ tới Ám Uyên ta lại có họa như hôm nay. Cô gái áo bào trắng từ từ nắm chặt tay phải. Lúc này, ông lão lưng còng đột nhiên nói, tiền bối, Ám Uyên ta bằng lòng phục tùng Diệp công tử, không biết như thế có thể khiến tiền bối tha cho Ám Uyên một con đường sống. Cô gái áo bào trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, ông lão lưng còng kia lại vội vàng nói, nếu Diệp công tử giơ cao đánh khẽ, Ám Uyên ta sẽ vĩnh viễn đi theo Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, ta không cần. Ông lão lưng còng sửng sốt. Tô Chiết cũng ngây người, hắn ta cho rằng Diệp Huyên sẽ đồng ý, cả Ám Uyên phục tùng, sự cám dỗ này không hề nhỏ. Phải biết rằng, Diệp Huyên cũng đã thu phục đạo đình. Mà Ám Uyên còn mạnh hơn đạo đình nhiều. Ông lão lưng còng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, lão già cổ hủ này không hiểu. Theo ta được biết, ngài không phải cũng đã cho đạo đình cơ hội sao? Vì sao không thể cho Ám Uyên? Diệp Huyên lắc đầu, khi tiên tế của đạo đình để ta trở thành chủ của đạo đình, thực lực của đạo đình mạnh hơn Diệp Huyên ta, thực lực của tiên tế đạo đình càng là có thể nghiền ép ta. Nhưng hiện tại, sở dĩ các ngươi lựa chọn khuất phục. Không phải bởi vì các ngươi muốn khuất phục, mà là các ngươi muốn sống. Sự khác biệt này rất lớn. Ông lão lưng còng ngây người, ông ta đang muốn nói, cô gái áo bào trắng đột nhiên tức giận nói, huynh của ta nói không cần. Ngươi nghe không hiểu phải không? Nói xong, nàng ta đánh một quyền ra. Ông lão lưng còng còn chưa kịp nói, cả người đã biến thành làn khói xanh biến mất không chút tung tích. Trực tiếp bị xóa đi. Rất hiển nhiên, cô gái áo bào trắng đã dùng sức vào một quyền này. Sau khi một quyền đánh chết ông lão lưng còng, cô gái áo bào trắng nhìn về phía Ám Uyên đang vỡ thành mảnh nhỏ kia, ngay sau đó, nàng ta đánh một quyền ra. Một quyền ấn thổi quét đi, không gian nơi quyền ấn đi qua đều bị hủy diệt, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nếu một quyền này vào Ám Uyên, toàn bộ Ám Uyên sẽ hóa thành hư trong phút chốc. Mà ngay khi quyền ấn sắp tiến vào Ám Uyên, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện chỗ lối vào Ám Uyên, tay phải của bóng mờ phất tay áo.
quyền ấn của cô gái áo bào trắng lập tức bị một lực lượng thần bí ngăn lại. Xa xa, Tô Chiết run giọng nói, đạo lão nhị. Bóng mờ trước mặt đây chính là đạo lão nhị, tiên tổ của Ám Uyên, nhưng không phải bản thể, chỉ là một bóng mờ. Đạo lão nhị. Đây chính là một trong những đệ tử của chủ nhân đạo kinh trước kia. Hơn nữa, còn sáng tạo ra ám kinh. Đạo lão nhị nhìn cô gái áo bào trắng ở xa xa, ông ta chỉ nhìn như vậy, không nói gì, sau đó cơ thể bắt đầu dần dần tiêu tán. Tô Chiết nhìn một màn này, liền nhíu mày, đây là có ý gì? Cứ như vậy, đạo lão nhị từ từ biến mất trước mặt ba người. Diệp Huyên trầm lặng. Đối phương đây là có ý gì? Lúc này, cô gái áo bào trắng chia tay phải ra, hai luồng sáng trắng đột nhiên bay ra từ trong ám nguyên kia, sau đó vững vàng dừng lại trong tay nàng. Đạo kinh. Hai cuốn đạo kinh. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, cô gái áo bào trắng đột nhiên đánh một quyền ra. Ầm. Xa xa, cả ám nguyên trực tiếp hóa thành hư vô. Hoàn toàn bị xóa sạch. Tô Chiết ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút phức tạp. Ám Uyên và Cổ Thần Uyên tranh đấu nhiều như vậy năm, mà hiện tại, thế lực này đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tô Chiết vội vàng nói, quay về vũ trụ ngũ duy sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu. Tô Chiết đang muốn nói chuyện, cô gái áo bào trắng lại nói, sau đó đến thế giới bà Sa. Đến thế giới bà Sa. Tô Chiết ngạc nhiên. Vị tiền bối này vẫn chưa chuẩn bị dừng lại. Lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên xoay người rời đi. Tô Chiết do dự một lát, sau đó đuổi theo. Chấm chấm chấm. Thế giới bà Sa. Trong vân đoan nào đó, tầng mây đột nhiên rung lên, rất nhanh, bốn cao thủ xuất hiện trên tầng mây. Bốn người này, lần lượt là tông chủ của Huyền Ngoa Tông Lý Thiện Thủy, môn chủ Huyền Cơ môn Cố Vô Chiêu, viện trưởng Quy Đạo viện Vân Dân, tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Tính. Tông chủ Huyền Ngoa Tông Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, ta nghĩ các vị hẳn là cũng biết, vũ trụ ngũ duy đã xảy ra chuyện. Cố Vô Chiêu trầm giọng nói, ta đã liên hệ được với người của Huyền Cơ môn ta. Viện trưởng Quy Đạo viện Vân Dân nhẹ giọng nói, ta cũng vậy. Tiêu Tính cũng nói, tiêu tộc của ta cũng vậy. Tông chủ Huyền Ngoa Tông Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, bọn họ có thể đều đã chết rồi. Nghe vậy, sắc mặt mấy người ở đây lập tức thay đổi. Lý Thiện Thủy nhẹ giọng nói, các vị, lúc này đây, chúng ta có lẽ đã đá trúng tấm sắt rồi. Tiêu Tính nhìn về phía Lý Thiện Thủy, bên đó, hẳn là không ai có thể tiêu diệt bọn họ. Lý Thiện Thủy trầm giọng nói, chúng ta có lẽ đã đánh giá thấp thế lực phía sau Diệp Huyên rồi. Mọi người trầm lặng. Thế lực phía sau Diệp Huyên. Lần này bọn họ sở dĩ phái nhiều người đến vũ trụ ngũ duy như vậy, là vì cái gì? Chính là muốn tiêu diệt thế lực phía sau Diệp Huyên, sau đó cướp lấy đạo kinh, đồng thời phân chia vũ trụ ngũ duy. Mà hiện tại, tất cả những người phái đi đều không còn. Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, các vị, người đứng sau Diệp Huyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiêu Tĩnh trầm giọng nói, theo Lý Huynh, tiếp theo chúng ta nên ứng phó như thế nào? Trong mắt Lý Thiện Thủy lộ ra sự lạnh lẽo, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta nhất định phải ra trước chiếm lợi thế. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua mọi người, các vị, lần này, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Ta đã lệnh cho tất cả cao thủ ở bên ngoài của Huyền Ngoa Tông đều trở về gấp, không chỉ như thế, ta cũng đã mời một vài trưởng lão đang bế quan rời núi. Tất cả cao thủ của Huyền Ngoa Tông đều đến chỗ truyền tống trận này. Các vị, ta hy vọng các ngươi cũng có thể làm như thế, ngàn vạn lần đừng ôm hy vọng gặp may, đối phương có thể diệt nhiều người của chúng ta như vậy, số người của bọn họ chắc chắn không ít, bất kỳ một nhà nào trong bốn nhà chúng ta đều không thể chống lại đối phương. Chỉ có bốn nhà cùng nhau liên thủ, đoàn kết nhất trí mới có cơ hội. Ba người còn lại sau khi trầm lặng một lát, Tiêu Tĩnh đột nhiên nói, ta lập tức bảo tất cả cao thủ của tiêu tộc đến đây. Viện chủ Quy Đạo viện Vân Dân cũng nói, chậm nhất là một canh giờ nữa, toàn bộ người của Quy Đạo viện ta sẽ đến đây.
Môn chủ Huyền Cơ môn Cố Vô Chiêu nói, trong vòng nửa canh giờ, tất cả cao thủ thành đạo cảnh và trên thành đạo cảnh của Huyền môn cơ đều sẽ xuất hiện ở đây. Rất nhanh, vô số cao thủ của cả thế giới Bà Sa đều hướng về phía truyền tống trận thông đến vũ trụ ngũ duy này. Người đến càng ngày càng nhiều, bởi vì dưới bốn thế lực siêu cấp còn có rất nhiều thế lực lệ thuộc bọn họ. Chấm 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 chấm. Dưới sự kêu gọi của bốn thế lực, càng ngày càng nhiều các thế lực của vũ trụ Bà Sa bắt đầu gia nhập với bọn họ. Nhưng, Bà Sa Tông thế lực có sức ảnh hưởng lớn nhất ở thế giới Bà Sa lại không có chút động tĩnh nào. Bà Sa Tông. Trong một đình nhỏ nào đó, hai cô gái ngồi đối diện nhau. Một cô gái trong số đó chính là Việt Tôn, người vừa trở về từ vũ trụ ngũ duy. Mà cô gái còn lại là Việt Hy, tông chủ đương nhiệm của Bà Sa Tông. Hai người đang chơi cờ. Việt Hy cầm một quân cờ đặt xuống, những gì muội nói đều là thật. Việt Tôn cười nói, sư tỷ, tỷ nghĩ ta sẽ lừa tỷ sao? Việt Hy lắc đầu, trong mắt nàng ta hiện lên một tia phức tạp, ta chỉ là không tin rằng trên đời này lại có người mạnh như vậy. Việt Tôn trầm giọng nói, lúc đầu, ta cũng không tin. Việt Hy lắc đầu cười, xem ra, tầm nhìn của chúng ta vẫn là quá hạn hẹp. Hoặc là nói, thế giới Bà Sa đã giới hạn chúng ta. Việt Tôn cầm một quân cờ đặt xuống, sau đó nói, sư tỷ, tỷ suy nghĩ thế nào rồi? Việt Hy khẽ cười nói, còn suy nghĩ cái gì? Dùng một quyển đạo kinh đổi một mối thiện duyên, nghĩ thế nào cũng là chúng ta được lời. Việt Tôn cười nói, quả thật là vậy. Việt Hy quay đầu nhìn thoáng qua, hiện tại thế giới Bà Sa càng ngày càng nhiều cao thủ chạy tới chỗ truyền tống trận kia, xem ra, Huyền Ngoa Tông muốn thử liều mạng một lần. Việt Tôn lắc đầu, châu chấu đá xe. Theo nàng ta thấy, cao thủ cấp bậc mạnh như cô gái áo bào trắng. Số lượng người không có ý nghĩa gì đối với nàng. Điều quan trọng nhất là vẫn còn một nữ kiếm tu. Nữ kiếm tu kia cũng rất khủng bố. Hai người này liên thủ, đừng nói tiêu diệt mấy thế lực như Huyền Ngoa Tông, ngay cả phá vỡ thế giới Bà Sa cũng đều có thể. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai cô gái, ông lão hơi hành lễ, tông chủ Huyền Ngoa Tông Lý Thiện Thủy đến thăm, có gặp không? Nghe vậy, Việt Hy nhìn về phía Việt Tôn, cười nói, muội nói xem hắn tới làm gì. Việt Tôn lạnh nhạt nói, muốn chúng ta liên thủ cùng hắn ta. Việt Hy cười cười, sau đó nói, mời vào. Ông lão hơi hành lễ, sau đó lặng lẽ rút lui. Chỉ chốc lát, Lý Thiện Thủy xuất hiện ở trước mặt hai cô gái. Việt Hy đứng dậy, cười nói, Lý Huynh hôm nay sao lại có thời gian đến Bà Sa Tông ta thế này. Lý Thiện Thủy cười nói, Việt Tông Chủ, thật không dám giấu, lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Việt Hy liếc nhìn Lý Thiện Thủy một cái, Lý Huynh, nhờ vả gì chứ, quá khách khí rồi. Có chuyện gì, Lý Huynh nói thẳng. Lý Thiện Thủy nhìn Việt Hy, Việt Tông Chủ, ta nghĩ người hẳn là đã biết chuyện xảy ra ở vũ trụ ngũ duy. Việt Hy chớp chớp mắt, chuyện gì? Lý Thiện Thủy vẻ mặt bình tĩnh, mẹ nó, cô gái này giả ngu. Lý Thiện Thủy mỉm cười, Việt Tông Chủ, ta cũng nói thẳng vậy. Chúng ta đã đánh giá thấp thế lực phía sau Diệp Huyên ở vũ trụ ngũ duy, lần này, chúng ta muốn Bà Sa Tông gia nhập với chúng ta, nếu Việt Tông Chủ gật đầu, đợi sau khi tiêu diệt Diệp Huyên, đạo kinh trên người hắn đều sẽ thuộc về Bà Sa Tông. Một bên, Việt Tôn nhìn thoáng qua Lý Thiện Thủy, không thể không nói, điều kiện này của Lý Thiện Thủy rất hấp dẫn. Phải biết rằng, nếu Bà Sa Tông có được đạo kinh trên người Diệp Huyên, vậy tổng cộng sẽ có 7 cuốn đạo kinh. Đương nhiên, hiện tại đừng nói 7 cuốn đạo kinh, cho dù 9 cuốn đạo kinh, Bà Sa Tông cũng sẽ không động lòng. Không dám động lòng. Một bên, Việt Hy cười nói, Lý Tông Chủ đưa ra điều kiện này rất hấp dẫn. Nhưng mà, Lý Tông Chủ, ta cũng nói thật với ngươi, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện lần này giữa các ngươi và vũ trụ ngũ duy. Lý Thiện Thủy nhíu mày, vì sao? Việt Hy mỉm cười, Lý Tông Chủ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, chúng ta vì sao phải nhúng tay? Lý Thiện Thủy trầm lặng. Việt Hy lại nói, Lý Tông Chủ, nếu các ngươi lấy được đạo kinh trên người Diệp Huyên, Bà Sa Tông ta cũng sẽ không đỏ mắt.
Lý Thiện Thủy nhìn thoáng qua Việt Hy, sau đó nói cáo từ. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Sau khi Lý Thiện Thủy rời đi, Việt Tôn ở một bên đột nhiên nói, thực ra, nếu bây giờ bọn họ đến vũ trụ ngũ duy vẫn có thể cứu chữa. Việt Hy nhìn về phía Việt Tôn, cứu như thế nào? Việt Tôn cười nói, nhận sai cầu xin tha thứ. Việt Hy cười nói, bọn họ sẽ không làm vậy đâu. Việt Tôn gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Việt Hy, sư tỷ, vì sao tỷ không nói cho bọn họ biết thực lực thật sự của người đứng sau Diệp Huyên? Việt Hy chớp chớp mắt, ông ta cũng không có hỏi. Việt Tôn giơ ngón tay cái lên, chẳng trách sư phụ truyền lại vị trí tông chủ cho tỷ. Lợi hại. Việt Hy cười nói, nếu muội muốn, ta hiện tại liền có thể nhường cho muội. Việt Tôn đứng dậy đi đến trước mặt Việt Hy, cười nói, sư tỷ, lúc trước nếu muội có ý muốn tranh giành vị trí tông chủ, tỷ có bỏ qua cho muội không? Việt Hy cầm lấy tay Việt Tôn, khẽ cười nói, ta ở trong lòng muội xấu xa như vậy sao? Việt Tôn cười nói, đến bây giờ, muội vẫn không thể nhìn thấu tỷ. Việt Hy nhìn Việt Tôn, sau khi ta tiếp nhận bà Sa Tông, có từng hại bất kỳ người nào không? Việt Tôn trầm lặng một lát, sau đó cười nói, là muội nghĩ nhiều rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Tại chỗ, Việt Hy nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc. Chấm chấm chấm. Trên vân đoan nào đó, nơi này càng ngày càng tụ tập nhiều cao thủ, đều là các cao thủ từ khắp nơi trong thế giới đến. Mà bọn họ, đều là do Huyền Ngoa Tông và các thế lực khác kêu gọi tới. Mà các cao thủ của Huyền Ngoa Tông và những thế lực khác cũng lần lượt chạy tới đây, giờ phút này, nơi này tụ tập 69 cao thủ quy nhất cảnh, ngoài ra còn có hơn 300 cao thủ thành đạo cảnh, còn lại là hơn mấy nghìn cao thủ ngự đạo cảnh. Thoạt nhìn thì rất nhiều, thực ra cũng bình thường, bởi vì cơ bản hầu hết cao thủ đứng đầu thế giới Bà Sa đều đã đến đây. Vũ trụ ngũ duy. Sau khi Diệp Huyên và cô gái áo bào trắng trở về vũ trụ ngũ duy, hai người cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi đến truyền tống trận truyền đến thế giới Bà Sa kia. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Tô Chiết ở xa xa, người ở lại nơi này là được. Tô Chiết do dự một lát, sau đó gật đầu, được. Cô gái áo bào trắng khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Diệp Huyên đi đến truyền tống trận, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau hai người, thêm ta nữa. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, người vừa nói chính là Tư Đồ Thính Vân. Cô gái áo bào trắng nói, một mình ta là đủ rồi. Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta muốn góp vui. Cô gái áo bào trắng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên nói, vậy cùng nhau đi. Tư Đồ Thính Vân cười nói, vậy đi thôi. Nói xong, nàng ta lập tức hóa thành một luồng kiếm quang tiến vào truyền tống trận. Cô gái áo bào trắng cũng biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Trong thông đạo truyền tống trận, Diệp Huyên nhìn Tư Đồ Thính Vân, sư tỷ, ta muốn thỉnh giáo kiếm đạo của tỷ một chút. Kiếm đạo. Tư Đồ Thính Vân chớp chớp mắt, sau đó cười nói, vị ở bên cạnh ngươi đây cũng là một kiếm tu. Hơn nữa là một vị kiếm tu rất mạnh. Diệp Huyên nhìn cô gái áo bào trắng, Thanh Nhi, muội là quyền kiếm song tu sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu, xem như là vậy. Diệp Huyên vội vàng nói, vậy có thể chỉ dạy một chút kiếm đạo cho ta không? Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, kiếm đạo hiện tại của huynh đã có nét riêng của mình, nhưng trên ý cảnh vẫn có rất nhiều chỗ không đủ. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, có cách nào tăng lên không? Cô gái áo bào trắng suy nghĩ, sau đó nói, ta có thể chỉ cho huynh phương hướng, về phần huynh có thể tăng lên hay không, phải xem chính bản thân huynh. Diệp Huyên gật đầu, được. Cô gái áo bào trắng nói, hiện tại cảnh giới kiếm đạo của huynh đã đạt đến kiếm tâm tự tại, vì sao là kiếm tâm tự tại? Chính là kiếm không bị chính mình trói buộc, cũng không bị vạn vật trói buộc, nhưng là... Kiếm của huynh vẫn chưa đạt tới tự tại thật sự, làm sao để tự tại? Không mong muốn thành tích, tự nhiên sẽ tự tại, mà hiện tại, huynh vẫn chưa đạt tới trình độ này. Sở dĩ không thể đạt tới trình độ này, là bởi vì huynh quá nhiều chuyện vụn vặt, quá nhiều trách nhiệm, trong lòng huynh vô hình chung có một xiềng xích,
xiềng xích này làm cho huynh không thể đạt đến tự tại thật sự. Diệp Huyên trầm lặng. Hắn hiểu ý của cô gái áo bào trắng, bởi vì năm duy vũ trụ chuyện tình, hắn hiện tại căn bản không thể làm được kiếm tâm tự tại chân chính. Diệp Huyên lại hỏi, Thanh Nhi, trên kiếm tâm tự tại thì sao? Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, ta không thể nói cho huynh. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Cô gái áo bào trắng nhẹ giọng nói, huynh đã đi ra khỏi kiếm đạo của mình. Con đường này, chỉ có thể là tự huynh lần mò, huynh hiểu ý của ta không? Diệp Huyên trầm lặng. Cô gái áo bào trắng lại nói, huynh cứ tiếp tục như vậy, kiếm của huynh sẽ tự đi ra một con đường thuộc về mình, đến lúc đó, huynh cũng sẽ trở thành người không trong cảnh giới. Về phần con đường kiếm đạo của chúng ta, tuy rằng huynh cũng có thể đi, nhưng không cần thiết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân ở xa xa, lại nói kiếm đạo của nàng ta cũng là do nàng ta tự đi ra. Tư Đồ Thính Vân gật đầu, mặc kệ là kiếm đạo hay là đạo gì đi nữa, con đường mình tự đi ra là tốt nhất, bởi vì đi con đường của người khác, tuy rằng đơn giản hơn rất nhiều, nhưng tính giới hạn quá lớn. Nói xong, nàng ta mỉm cười, trong mắt chúng ta, thế gian chỉ có hai loại người, một loại là trong cảnh giới, một loại là ngoài cảnh giới. Người trong cảnh giới tương đương với tân thủ thôn mà Ngân Hà giới nói, người ngoài cảnh giới mới là cao thủ chân chính. Diệp Huyên chớp chớp mắt, tân thủ thôn nghĩa là gì? Tư Đồ Thính Vân cười nói, chính là rất yếu rất yếu. Diệp Huyên. Tư Đồ Thính Vân lại nói, đương nhiên, chủ nhân của đạo kinh này cũng xem như cao thủ, chẳng qua, người đi đường của hắn ta đều không phải, trừ phi vượt qua hắn ta, nếu không, đều chỉ có thể tính là bất nhập lưu sao? Bất nhập lưu. Diệp Huyên trầm giọng nói, chủ nhân của đạo kinh rất lợi hại sao? Tư Đồ Thính Vân cười nói, chưa từng gặp, nhưng hắn ta có thể tạo ra một hệ thống võ học hoàn chỉnh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, người như thế, thế gian ít có. Cô gái áo bào trắng gật đầu, hệ thống võ học này quả thật không tồi, về phần chủ nhân của đạo kinh, ta chưa từng gặp qua, không bình luận. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cô gái váy trắng thì sao? Nàng tới trình độ nào? Tư Đồ Thính Vân trầm lặng. Cô gái áo bào trắng cũng im lặng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua hai cô gái, nhẹ giọng nói, hai người hẳn là biết đúng không? Tư Đồ Thính Vân nhìn về phía cô gái áo bào trắng, ngươi hỏi nàng ta đi. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái áo bào trắng, nàng ta trầm lặng một lát, sau đó nói, chúng ta đổi chủ đề đi. Diệp Huyên, bất nhập lưu, vốn chỉ làm quan nhưng không phải quan chức. Ý chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viển vông, đẳng cấp thấp, không xứng để quan tâm để xếp loại. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng, có thể thấy rõ nàng ta hoàn toàn không muốn bàn luận về Thanh Nhi đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào thời đại ấy, mà từ bốn Thanh Nhi nay chỉ còn lại hai. Diệp Huyên không khỏi tò mò, nhưng quyết định không hỏi nữa. Đúng lúc này, ba người dừng bước khi thấy một lão xuất hiện cách đó không xa. Cô gái nhìn lão ta với gương mặt bình thản, trong mắt là sự hờ hững. Đối phương lại nhìn Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên. Hắn gật đầu. Lão ta nhìn cô gái áo trắng và Tư Đồ Thính Vân, cười, sao? Chỉ mang theo hai người à? Diệp Huyên lại gật đầu. Lão già bật cười, người đang xem thường ai? Diệp Huyên. Lại quan sát hai cô gái thêm một hồi, lão ta cười, người không cho rằng lực lượng này có phần ít ỏi sao, Diệp Huyên. Hắn suy tư một hồi rồi nói, quả thật hơi ít. Tư Đồ Thính Vân lên tiếng ngắt lời trước khi lão già kịp mở miệng, hình như các ngươi đang đợi chúng ta. Lão nhìn nàng ta, kính cẩn chờ đợi đã lâu. Tư Đồ Thính Vân chớp mắt, vậy dẫn đường đi. Lão ta quét nhìn ba người, đi thôi, hy vọng các ngươi sẽ thích món quà lớn chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Lão xoay gót đi rồi, Tư Đồ Thính Vân mới do dự nói. Tự dưng ta có hơi hồi hộp. Diệp Huyên. Ngươi cũng học được thói vô liêm sỉ của hắn rồi đấy. Cô gái áo trắng nói rồi đưa Diệp Huyên đi về trước. Tư Đồ Thính Vân cười khì, cất bước đi theo. Chấm chấm chấm,
Ở thế giới bà xa lúc này, đã có mấy nghìn người tụ tập nơi truyền tống trận. Trong đó có chừng 98 cường giả quy nhất cảnh, hơn 500 thành đạo cảnh, ngự đạo cảnh càng lên đến mấy nghìn. Lần này, bốn siêu thế lực Huyền Ngoa Tông hoàn toàn nghiêm túc, cũng không dám khinh thường, vì vậy đã điều động mọi tài nguyên họ có thể vận dụng. Cái chết của mười mấy cường giả quy nhất cảnh đã cho họ biết đối thủ lần này tuyệt không phải tầm thường. Đúng lúc này, một lão già bước ra từ truyền tống trận. Thấy ánh mắt của tông chủ Huyền Ngoa Tông Lý Thiện Thủy nhìn sang, lão thấp giọng nói, họ đã đến. Lý Thiện Thủy nheo mắt, bao nhiêu người? Lão già, tính cả Diệp Huyên là ba. Ba. Những người khác sửng sốt không thôi. Lý Thiện Thủy cau mày, ông chắc chỉ có ba chứ. Lão già gật đầu, chỉ vậy thôi. Nhưng khí tức của hai cô gái kia quá điềm tĩnh, e rằng không phải người thường. Lý Thiện Thủy nhìn vào truyền tống trận với vẻ nghi hoặc. Diệp Huyên chỉ mang theo hai cô gái đến thế giới bà xa. Là tự tin hay còn có hậu chiêu? Tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Tĩnh đứng một bên bỗng nói, chuyện này không đơn giản vậy. Viện trưởng Quy Đạo Viện Vân Dân gật đầu, đúng vậy, không thể khinh thường. Lý Thiện Thủy nhìn truyền tống trận, vậy hãy xem hai người nọ không đơn giản đến mức nào. Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, không khỏi cảm thấy bất an. Diệp Huyên tuyệt đối không thể không chuẩn bị hậu chiêu, hay nói đúng hơn là hai cô gái kia tuyệt đối không phải người phàm. Nhưng họ đã không còn đường lui nữa. Chẳng lẽ lại xin Diệp Huyên tha thứ? Ông ta không làm được. Trong đám mây, có hai cô gái đang lặng lẽ quan sát nhóm Lý Thiện Thủy. Việt Hy hớn hở cười, sư muội, xem ra bọn Lý Thiện Thủy chuẩn bị liều chết rồi. Việt Tôn chỉ khẽ nói, chúng ta âm thầm theo dõi là được. Việt Hy nhìn sang, người có biết nếu Diệp Huyên bại trận thì những thế lực này sẽ chĩa mũi dùi vào bà Sa Tông chúng ta không? Việt Tôn không nói gì. Nếu Diệp Huyên thất bại, Lý Thiện Thủy tuyệt đối sẽ lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt bà Sa Tông. Việt Hy đang muốn nói gì đó thì không gian nơi truyền tống trận bỗng run lên, hấp dẫn ánh mắt cả hai. Dưới mọi tầm mắt chú mục, có ba người sải bước ra. Hai nữ một nam, chính là nhóm Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa rời khỏi truyền tống trận cũng hết hồn. Người đâu mà nhiều dữ vậy, lại còn lắm cường giả đến thế. Tộc trưởng Tiêu tộc bỗng bước đến, hỏi, người chính là Diệp Huyên. Hắn gật đầu. Chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Diệp công tử. Không ngờ sau lưng ngươi lại là một thế lực khổng lồ đến vậy. Tiêu Tĩnh nói với một nụ cười, sau đó lại nhìn hai người con gái đi cùng hắn, nhưng chỉ mang hai người đến đây, ngươi đang xem thường cường giả thế giới bà xa chúng ta sao? Cô gái áo trắng bỗng lắc đầu, lắm lời. Vừa nói xong, nàng ta đã biến mất tại chỗ. Đồng tử Tiêu Tĩnh rụt lại. Sau đó vung tay đấm ra. Uỳnh. Những người khác còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy một bóng người bay vút ra, chính là Tiêu Tĩnh. Trong quá trình văng ngược lại đó, thân xác ông ta không chỉ vụn vỡ mà linh hồn cũng dần tiêu tán, đến khi dừng lại thì thân xác đã hoàn toàn tan biến, linh hồn trở nên gần như trong suốt. Những người khác hóa đá. Tộc trưởng Tiêu tộc, cứ thế mà bị xóa sổ ư? Lý Thiện Thủy mặt trắng như vôi, hai mắt tràn đầy khó tin, không ngờ Tiêu Tĩnh lại sẽ bị một cú đấm tiêu diệt trong nháy mắt như vậy. Những cường giả bà Sa Tông chỉ cảm thấy nỗi sợ dâng cao trong lòng. Đây nào chỉ là chiến thắng, mà là giết người trong nháy mắt, đã vậy nạn nhân còn là một cường giả quy nhất cảnh đỉnh cao. Bên kia, sắc mặt Việt Hy thoáng cái đanh lại, bỗng ý thức được vì sao sư muội mình lại kiêng kỵ vũ trụ ngũ duy đến vậy. Vì cô gái kia quá mạnh. Cảm nhận được tầm mắt của cô gái áo trắng, Lý Thiện Thủy biến sắc, gằn giọng tất cả cùng ra tay. Ông ta vừa dứt lời, hàng loạt cường giả Huyền Ngoa Tông đã lao ra. Nhưng ngay khi cường giả các tông môn khác chuẩn bị ra tay, cô gái áo trắng đã vung nắm đấm ra. Uỳnh! Tất cả cường giả Huyền Ngoa Tông đang xông về phía nàng ta bị quyền ấn xóa sổ sạch sẽ. Hơn trăm thành đạo cảnh. Mười mấy quy nhất cảnh, cứ thế bỏ mạng dưới một nắm đấm. Một sự im lặng bao trùm, có thể nghe được tiếng kim rơi.
bao nhiêu đó cường giả, vậy mà bị giết chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người nhìn cô gái không khác gì nhìn quái vật. Việt Hy cũng chấn động vô cùng, không rời mắt khỏi người kia. Sức mạnh thần thánh gì thế này? Thấy nàng ta lại nhìn sang, trái cổ Lý Thiện Thủy chuyển động, run rẩy nói, tiền bối. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Những người khác. Cô gái áo trắng vô cảm nhìn lại, hiểu lầm thế nào? Môi Lý Thiện Thủy run run, không biết phải nói gì thì viện chủ Quy Đạo Viện Vân Dân đã bước tới, cung kính thi lễ. Tiền bối, sở dĩ chúng ta có mặt ở đây là để cung nghênh Diệp Thiếu và người. Những người khác. Vân Dân tiếp tục thi lễ, trước kia chúng ta có chỗ mạo phạm, mong tiền bối. Cô gái bỗng đưa tay ra, gọi đạo kinh trên người Diệp Huyên bay đến, đoạn nói với Lý Thiện Thủy, đây là đạo kinh mà đại ca ta lấy được. Không phải các ngươi thèm khát lắm sao? Nó ở đây này, đến lấy đi. Vân Dân run rẩy nói, không, không dám. Một tia khinh miệt dâng lên trên khóe môi nàng ta, không dám. Các ngươi suýt nữa ép huynh ấy phải tự bạo, mà còn nói không dám. Vừa nói xong, nàng vung tay. Huynh! Vân Dân bị cú đấm tung ra xóa sổ hoàn toàn, ngay cả cơ hội đáp trả cũng không có. Những người khác biến sắc kịch liệt, vội vàng bỏ chạy, nào ngờ cô gái lại gằn giọng, ta cho phép các ngươi đi sao? Lại một cú đấm được tung ra, quyền ấn khiến một tên cường giả ở ngoài nghìn trượng lập tức thần hồn câu diệt. Những người khác đờ ra như tượng, không dám nhúc nhích. Cô gái lạnh lùng liếc nhìn từng người, muốn sống không? Họ ngẩn ra, đoạn gật đầu như gà mổ thóc. Nàng ta chuyển sang Lý Thiện Thủy, còn ngươi? Ông ta run rẩy, muốn. Không thể xin tha ư. Không, trước mặt cường giả loại này, có quỳ xuống cầu xin cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nói, đây là đại ca của ta. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Cô gái, hắn là người đứng đầu vũ trụ cửu duy, nay chuyển thế sống lại đến đây chơi. Diệp Huyên. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Trên đời này thật sự có cửu duy sao? Cô gái, các người muốn sống thì đơn giản thôi, chỉ cần theo đại ca ta là được, sau này hắn sẽ dẫn các người đến cửu duy chơi. Diệp Huyên, người khác, sắc mặt Lý Thiện Thủy trở nên kỳ lạ, sao nghe vị tiền bối này giống như đang lừa gạt vậy? Cô gái nhíu mày, không tin à? Lý Thiện Thủy vội nói, tin, tất nhiên tin. Những người khác cũng vội vã gật đầu. Cô gái lạnh lùng tiếp tục, đi theo đại ca ta có gì uất ức sao? Lý Thiện Thủy lắc đầu như chống bỏi, không, không uất ức gì cả, có thể đi theo Diệp công tử chính là vinh hạnh của chúng ta. Cô gái im lặng, không biết đang nghĩ gì. Lý Thiện Thủy sợ nàng ta đổi ý, bèn vội vàng đến cung kính thi lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử, từ nay về sau, chúng ta chính là người của cậu. Diệp Huyên lại không để ý đến ông ta mà đi đến bên cô gái, khẽ gọi Thanh Nhi. Nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, đại ca, ta phải đi rồi. Hắn cau mày, đi. Nàng ta gật đầu, đoạn xòe tay ra, bên trong là một tia máu đỏ hòn. Diệp Huyên ngạc nhiên, đây là gì? Cô gái nhìn hắn, nguyên nhân tai ách. Hắn hạ giọng, có ý gì? Cô gái nhìn vào lòng vũ trụ với vẻ mê man, ta đã đánh giá thấp nó rồi. Diệp Huyên im lặng, bỗng nghĩ đến Mộ Niệm Niệm. Cái chết của nàng ấy thật sự có liên quan đến đạo tổ sao? Lấy thực lực của nàng ấy, cho dù chỉ dùng 2 phần sức mạnh cũng đủ để xóa sổ đạo tổ trong nháy mắt. Hơn nữa Mộ Niệm Niệm lại còn bị mất ký ức. Chuyện này không bình thường. Đúng lúc này, chợt có một luồng khí tức hùng hậu bỗng xuất hiện nơi chân trời, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Lý Thiện Thủy nhìn môn chủ Huyền Cơ môn Cố Vô Chiêu với vẻ kinh ngạc, người đang làm gì vậy? Bảo chúng ta theo Diệp Huyên, à nghĩ nhiều rồi. Đối phương cười gằn, đoạn khom lưng cúi mình về phía chân trời, cung nghênh tổ tiên. Vừa dứt lời, một hình bóng đã dần ngưng tụ lại ở nơi xa, sau đó là một ông lão trong bộ áo bào trắng xuất hiện. Chính là tổ tiên của Huyền Cơ môn. Ông ta liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng hỏi Cố Vô Chiêu, Huyền Cơ môn chúng ta gặp phải kiếp nạn sinh tử.
Vâng. Cố Vô Chiêu cung kính gật đầu, chỉ tay sang cô gái áo trắng, thưa tổ tiên, ả ta chính là người muốn tiêu diệt chúng ta. Ông lão tóc trắng nhìn sang, thấy gương mặt bình thản của cô gái thì như phát hiện gì đó, đồng tử rụt lại, sau đó gân cổ thét vào mặt Cố Vô Chiêu. Thằng ngu, trên đời có đứa nào dám hại tiên tổ như mi sao? Ta đập chết cả lò nhà mi. Người khác. Cố Vô Chiêu đơ ra như phỗng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chỉ thấy ông lão tóc trắng kia ôm quyền với cô gái áo trắng, cung kính nói, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Tổ tiên Huyền Cơ Môn vậy mà gọi cô gái kia là tiền bối. Mồ hôi Lý Thiện Thủy túa ra như thác. Con bài cuối cùng của Huyền Ngoa Tông cũng chính là gọi tổ tiên, ban nãy ông ta cũng rất muốn dùng, nhưng lại chần chừ vì không biết tổ tiên nhà mình có thể chống lại được cô gái kia hay không. Không ngờ Cố Vô Chiêu đã đi trước một bước. May mà Cố Vô Chiêu lại đi trước một bước, bằng không thì Lý Thiện Thủy mới là người sắp tiêu đời ở đây. Cô gái nhìn ông lão, ngươi không ra tay à? Ông ta cuống quýt lắc đầu, không dám, không dám. Cô gái lạnh lùng bắn ánh mắt sang Cố Vô Chiêu. Gã ta biến sắc, lập tức khom mình thi lễ, chúng ta thể chết cũng theo Diệp công tử. Nàng ta không để tâm đến Cố Vô Chiêu, quay sang nói với Diệp Huyên, theo ta. Hắn gật đầu, được. Nàng ta xoay người rời đi, Diệp Huyên cất bước theo. Còn lại trong sân, Tư Đồ Thính Vân nhìn những người còn lại, bọn họ cũng đang tròn mắt nhìn nàng ta. Nàng ta hỏi, có muốn luận bàn không? Bọn họ. Chấm chấm chấm. Ở một bên khác, Diệp Huyên và cô gái áo trắng cùng rảo bước trong mây. Cô gái cất lời, ta phải đi rồi. Hắn hỏi, Thanh Nhi có biết nhiều về nguyên nhân tai ách không? Nàng ta lắc đầu, không nhiều lắm. Đoạn nàng ta khựng lại, nói tiếp, ta vẫn luôn điều tra về nó trong nhiều năm gần đây, đã có chút manh mối, lần này sẽ làm rõ mọi việc. Diệp Huyên, vì sao ta lại không cảm nhận được nó trên người mình? Cô gái nhìn hắn, vì huynh chưa đủ mạnh. Diệp Huyên. Nàng ta khẽ nói, nguyên nhân tai ách. Trọng điểm nằm ở nguyên nhân. Hết thảy trên thế gian, có nhân ắt có quả, nhưng lại không biết nhân này hình thành như thế nào. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn không trung, người sống trên đời như quân cờ trên bàn. Có lẽ người cầm cờ cũng chỉ là một quân trong đó, vận mệnh như bàn tay vô hình, thao túng hết thảy trên đời. Diệp Huyên cười khổ, ta chính là quân cờ đó sao? Cô gái nắm lấy tay Diệp Huyên, vũ trụ này rộng lớn vô ngần. Còn rất nhiều điều không ai biết đến. Huynh nhìn vũ trụ này xem, vô vàn tinh hệ, tinh cầu đều đang vận hành theo một quy luật nào đó, hết thảy như vậy, sao có thể là ngẫu nhiên? Nếu không phải ngẫu nhiên, thì do ai sáng tạo? Cho dù là huynh hay ta đều có thể là quân cờ. Thậm chí là ba nàng kia cũng không dám tự xưng mình vô địch vũ trụ. Diệp Huyên im lặng nghe nàng nói tiếp. Ta phải rời khỏi nơi này. Tiếp tục tìm hiểu về nguyên nhân tai ách trên người huynh. Về sau huynh phải bảo vệ mình thật tốt, biết chưa? Hắn nhìn nàng ta, sẽ có nguy hiểm không? Nàng ta lắc đầu, không biết. Diệp Huyên còn muốn nói thì nghe nàng ta cười, ta vẫn có thể bảo vệ bản thân mà. Xong rồi, cô gái vươn tay ôm lấy hắn, khiến cả người hắn cứng đờ. Ở góc độ Diệp Huyên không nhìn được, hai hàng nước trong suốt lăn dài trên má nàng. Một hồi sau, cô gái buông tay, lấy một chiếc nhẫn chữ vật ra đặt vào tay hắn, cười nói, ngày sau còn dài. Sau đó, nàng ta chỉ tay lên trời. Xoẹt! Không gian nơi chân trời bỗng vỡ ra, cô gái hóa thành một tia sáng trắng, phóng vào cái hở đó rồi mất dạng, để lại Diệp Huyên đứng dại ra bên dưới. Ở một nơi nào đó, nàng ta dừng lại, nhìn xuống lòng bàn tay, nơi đã có hai vệt máu xuất hiện. Sắc mặt nàng ta đanh lại, không biết đang nghĩ gì. Sau đó nàng ta lại nhìn xuống bên dưới, im lặng một hồi rồi hóa thành tia sáng trắng, biến mất ở cuối vũ trụ. Chấm chấm chấm. Thế giới bà xa. Khi Diệp Huyên trở về truyền tống trận, Tư Đồ Thính Vân lập tức hỏi, nàng ta đi rồi. Hắn gật đầu. Tư Đồ Thính Vân cười, vậy ta cũng đi đây. Diệp Huyên, sư tỷ định đi đâu?
Nàng ta bật cười, đi đến nơi có thể mang lại nguy hiểm cho ta. Diệp Huyên. Từ Đồ Thính Vân bước tới vỗ vai hắn, tiểu sư đệ, sau này gặp lại. Nàng ta đang định đi thì sực nhớ ra gì đó, bỗng nhìn sang tổ tiên huyền cơ môn còn ở trên cao, làm ông ta biến sắc các hạ. Từ Đồ Thính Vân cười, đừng sợ, ta không giết người bừa bãi. Ông ta. Từ Đồ Thính Vân, ta muốn phô diễn một chút trước khi đi, mà ngươi là người mạnh nhất nơi này, ra tay đi. Ông lão do dự, ta đánh không lại các hạ. Từ Đồ Thính Vân nguyết ông ta, ta đâu có bảo ngươi thắng được ta, chỉ nói ngươi ra tay, để ta phô diễn sức mạnh thôi. Ông lão. Từ Đồ Thính Vân, lẹ lên, đang có việc gấp đây. Nhớ dùng hết sức mạnh đấy. Ông lão nhìn nàng ta, vậy thì xin đắc tội. Sau đó ông ta vươn tay ra, tung trưởng về phía nàng ta. Quỳnh. Trưởng ấn hùng hậu càn quét ập xuống từ chân trời khiến vô số cường giả biến sắc, cuống quýt thối lui trước sức mạnh khủng khiếp bên trong nó. Diệp Huyên cũng không khỏi nghiêm mặt. Sức mạnh của trưởng ấn này chắc chắn đã vượt khỏi quy nhất cảnh. Nơi chân trời, ông lão nhìn chằm chằm vào Từ Đồ Thính Vân, muốn chứng kiến sức mạnh thật sự của nàng ta. Tầm mắt của những người khác đều tập trung vào Từ Đồ Thính Vân. Khóe môi khẽ nhếch, nàng ta khẽ búng ngón cái, để thanh kiếm bay ra khỏi vỏ. Một khắc sau, một tia kiếm quang lóe lên, ngay sau đó là mũi kiếm đặt trước yết hầu ông lão, còn quyền ấn của ông ta đã biến mất từ bao giờ. Hình ảnh này khiến những người khác sững sờ không thôi, Cố Vô Chiêu còn nhũn cả chân. Giờ phút này, gã ta mới hiểu được vì sao tổ tiên nhà mình lại e dè như vậy. Má ơi, khủng khiếp quá. Ông lão nơi chân trời nhìn Từ Đồ Thính Vân với vẻ phức tạp, kiếm đạo của tiền bối, cổ kim vô tiền khoáng hậu. Từ Đồ Thính Vân bật cười sảng khoái, nói với Diệp Huyên, vừa rồi là thuấn sát nhất kiếm. Trong phạm vi nghìn trượng, vung kiếm một lần là giết một người. Ta từng dùng nó để kết liễu đối thủ hơn ta hai cấp, nay truyền nó lại cho ngươi. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến gì đó mà cười ha hả, năm ấy hắn dạy ta kiếm ý, dẫn ta bước lên kiếm đạo, nay ta lại tặng kiếm kỹ cho người, thật là thú vị. Ha ha ha. Sau đó, Từ Đồ Thính Vân bấm tay, để một tia kiếm quang bay vào giữa chân mày Diệp Huyên. Toàn thân hắn run lên khi cảm nhận được vô vàn thông tin đang tràn vào não mình. Từ Đồ Thính Vân cười, tiểu sư đệ, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Khi ấy, hy vọng hai ta có thể lấy kiếm luận đạo. Dứt lời, nàng ta đã hóa thành kiếm quang biến mất nơi chân trời. Thấy Từ Đồ Thính Vân đi rồi, những cường giả thế giới Bà Sa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, có hai cô gái bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là Việt Hy và Việt Tôn. Việt Hy mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn nàng ta, các hạ là tông chủ Bà Sa Tông. Đúng vậy. Việt Hy nói, đoạn vươn tay, đưa một quyển đạo kinh đến, đây là quyển đạo kinh cuối cùng. Nay chúng ta có duyên, tặng cho Diệp công tử. Có duyên. Sắc mặt đám Lý Thiện Thủy trở nên kỳ quặc vô cùng. Mẹ nó, cô ả này đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Nhưng phải thừa nhận rằng Bà Sa Tông là người thắng sau cùng trong sự kiện này, khi không chịu dù chỉ một chút tổn thất. Giờ đây họ đã hiểu, sở dĩ Bà Sa Tông từ chối hợp tác vì họ đã biết người chống lưng cho Diệp Huyên hùng mạnh cỡ nào. Nhưng nàng ta lại không nói, khiến bọn họ gần như bị diệt toàn quân. Thâm độc quá sức. Diệp Huyên nhìn Việt Hy, không từ chối mà nhận lấy đạo kinh, Việt Tông chủ, ta đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh, nay nguyện cùng hưởng với Bà Sa Tông. Nàng ta tròn mắt, thật sao? Hắn gật đầu, đương nhiên. Việt Hy cười, vậy đa tạ Diệp công tử. Nếu Diệp Huyên có lựa chọn không chia sẻ cho Bà Sa Tông thì Việt Hy cũng không dám nói gì, vì vậy trong thâm tâm nàng ta thật sự rất vui. Nàng ta không biết Diệp Huyên có thật sự là người đứng đầu cửu duy hay không, chỉ biết hắn tuyệt đối không phải người phàm. Thu đạo kinh về rồi, Diệp Huyên nhìn những người khác, chư vị ai về nhà nấy đi. Thấy hắn rời đi, Lý Thiện Thủy vội gọi theo. Diệp công tử, chúng ta đều đã đi theo cậu, bây giờ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, nếu có việc,
ta sẽ lại tìm đến. Lý Thiện Thủy do dự, Diệp công tử, hay để ta đi theo cậu đi. Dù sao thì cường giả Huyền Ngoa Tông đã bị tiêu diệt toàn bộ, ông ta có ở lại thế giới bà xa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thấy Diệp Huyền định mở miệng, Lý Thiện Thủy lại nói, Huyền Ngoa Tông ta truyền thừa mười mấy vạn năm, trong tay có chút của cải. Nếu công tử không chê, ta xin hai tay dâng cho. Thấy hắn liếc nhìn, ông ta vội nói thêm, ta không có ác ý, chỉ muốn đi theo Diệp công tử mà thôi. Dẫu sao thì Diệp Huyền bây giờ chính là lối thoát duy nhất của ông ta. Hắn nghĩ ngợi rồi gật đầu, được. Lý Thiện Thủy, vậy xin Diệp công tử đợi một chốc, ta trở về thu xếp xong sẽ trở lại. Ông ta đi rồi, Diệp Huyền lại nhìn nhóm người Quy Đạo Viện và Tiêu Tộc. Bọn họ không tỏ thái độ, hắn cũng không bắt ép. Rõ ràng họ đều muốn ở lại thế giới bà xa thay vì đi theo hắn, bởi trên đời không ai thích làm tôi tớ cho người khác, mà cô gái áo trắng và nữ kiếm tu kia đều đã rời đi. Đúng lúc này, tổ tiên Huyền Cơ Môn Bằng rít lên với Cố Vô Chiêu, đứng đó nhìn làm gì? Còn không mau bái kiến Diệp công tử, hay mi muốn chọc ta phải bật nắp quan tài bước ra? Cố Vô Chiêu! Nghe ông lão tóc trắng nói vậy, Cố Vô Chiêu vội vàng đi đến, cung kính vái người trước Diệp Huyền, từ nay về sau, Huyền Cơ Môn ta thể sống chết theo Diệp công tử. Diệp Huyền đưa mắt nhìn ông lão, thấy ông ta mỉm cười, tiểu hữu, được theo ngươi chính là vinh hạnh của chúng. Ông ta do dự một hồi mới tiếp tục, hy vọng tiểu hữu có thể đối xử tốt với chúng. Những người có mặt ở đây đã biết cô gái áo trắng và nữ kiếm tu kia là hai nhân vật đáng sợ. Nhưng không biết họ đáng sợ đến nhường nào. Thân là cường giả trên quy nhất cảnh, ông lão này lại biết. Nhưng cho dù có là bản thể của ông ta ở đây thì cũng không thể ngăn được đường kiếm của cô gái kia, nói chi chỉ là một sợi hồn phách. Nói cách khác, thực lực của họ đã vượt qua phạm trù nhận thức của ông ta. Diệp Huyền có những người này chống lưng, Huyền Cơ Môn đi theo hắn ắt sẽ sáng tạo ra truyền kỳ huy hoàng. Đây không phải thần phục, mà là một cơ hội trời ban cho bọn họ. Rất nhiều lúc, thành tựu mà một người có thể đạt tới được quyết định bởi người mà hắn lựa chọn phò trợ. Huyền Cơ Môn hiện nay đã đạt đến trình độ nhất định, rất khó để tiếp tục tiến bước, trừ khi trong tộc sản sinh ra một siêu yêu nghiệt. Nhưng điều này lại khó hơn lên trời, bởi thế giới bà xa nhiều năm nay đã không xuất hiện cường giả nào trên quy nhất cảnh. Mà bây giờ... Một cơ hội đã được để trước mặt Huyền Cơ Môn. Đó chính là đi theo Diệp Huyền, mượn sức hắn để đưa tông môn đến một tầm cao mới. Nghe những lời này của ông lão, Diệp Huyền phân vân một hồi rồi gật đầu, được. Hắn quyết định sẽ không từ chối họ. Sở dĩ Thanh Nhi không tàn sát sạch sẽ những người ở đây là vì nàng sắp đi rồi, muốn để lại thế lực có thể giúp đỡ hắn. Mà hắn quả thật cũng cần thêm nhân lực. Việc chỉnh đốn vũ trụ ngũ duy và đạo đình, thật sự bắt tay vào xây dựng lại trật tự, rất cần sức người. Sau khi thấy lão tổ Huyền Cơ Môn tỏ thái độ, những thế lực khác cũng lần lượt bày tỏ quy thuận. Họ đã nhận ra một điều, Diệp Huyền chính là một núi dựa khổng lồ. Đã có núi ở đây, sao còn không mau mau dựa vào? Huyền Cơ Môn đã nương nhờ vào Diệp Huyền, nếu bọn họ còn không thần phục. Ngày sau lỡ người Huyền Cơ Môn đến gây sự thì phải làm thế nào? Mấu chốt là thế giới bà xa hiện nay vẫn còn một bà xa tông không hề mất một binh một tốt, đã trở thành thế lực độc đại. Nếu không lo tìm chỗ dựa ở Diệp Huyền thì họ rất có thể sẽ bị bà xa tông nuốt chừng. Sau khi cân nhắc lợi hại, các thế lực căn bản đều bằng lòng quy thuận Diệp Huyền, mà hắn cũng không từ chối ai. Đúng lúc này, Lý Thiện Thủy xuất hiện lại. Vừa bước đến vừa cười, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, được. Hắn nói với những người khác, các ngươi ở lại đây chờ lệnh của ta. Thấy bọn họ rối rít gật đầu, hắn mới đưa Lý Thiện Thủy biến mất. Những người còn lại nhìn nhau với vẻ chua chát hiển hiện trên mặt. Lần này cả bọn suýt chút nữa là toi mạng rồi. Mà tông chủ bà Sa Tông, Việt Hy, chỉ lẳng lặng đứng một bên, không biết đang nghĩ gì. Việt Tôn cười hỏi, sư tỷ đang thất vọng sao? Việt Hy cong môi, thất vọng điều gì? Ánh mắt Việt Tôn hướng về những cường giả nơi xa, thất vọng khi hai vị tiền bối kia không giết sạch những kẻ ở đây.
Nếu họ làm vậy thì thế giới bà Sa hôm nay đã là vật trong túi bà Sa tông ta rồi. Nhưng giờ đây bọn chúng lại đầu quân cho Diệp Huyên, chúng ta đánh không được, mắng cũng không xong, lại trở nên bị động, nhỉ? Việt Hy cười cười, đúng là vậy. Việt Tôn, sư tỷ, cho dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không, Diệp công tử kia không phải người chúng ta có thể trêu vào. Thậm chí nếu hắn muốn bà Sa tông thần phục, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Việt Hy im lặng. Việt Tôn, nhưng cũng còn may, dường như Diệp công tử không có bao nhiêu hứng thú với thế giới bà Sa này. Việt Hy bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ nói, hiện giờ ta chỉ tò mò, không biết hai người kia đã đạt đến cấp bậc nào, lại đi đến đâu. Một hồi sau, khi tất cả mọi người đã đi rồi, một ông lão trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch bỗng xuất hiện. Ông ta chính là người do kiếm tu mặc trường bào màu mây gọi đến. Nhưng khi đến đây thì hết thảy đã kết thúc. Sau một hồi trầm ngâm, ông ta khẽ nói, vị Diệp công tử này đúng là không đơn giản. Bỗng nhiên, một bóng người mờ ảo xuất hiện bên cạnh ông ta. Tổ tiên Ám Uyên, đạo lão nhị. Ánh mắt y nhìn về phía Diệp Huyên rời đi, nói, sư huynh, lâu rồi không gặp. Ông lão lạnh lùng đáp, Ám Uyên của ngươi bị diệt rồi. Đạo lão nhị cười, diệt thì diệt. Có gì ghê gớm đâu. Ông lão, ngươi sẽ không bỏ qua, đúng không? Đạo lão nhị bật cười, ngươi cho rằng ta nên sao? Ông lão lắc đầu, sư đệ, việc này vốn là Ám Uyên vô lý. Đạo lão nhị, ta mặc kệ lý với trả lẽ, ta chỉ biết có ơn trả ơn, có oán báo oán. Ông lão khẽ nói, nếu lựa chọn báo thù, ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đạo lão nhị nhìn ông, sư huynh có biết phận thật sự của hắn không? Ông lão lắc đầu, ta không biết. Y cười, đừng nói lần này sư huynh trở về là vì hắn. Ông lão nhìn y, sư đệ ta nể mặt sư phụ khuyên ngươi một lần nữa. Hãy từ bỏ việc báo thù, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục. Ông ta nói xong thì rời đi, để lại đạo lão nhị cười khùng khục. Sư huynh không thấy mình đang đánh giá thấp ta rồi sao? Ông lão thở dài, ở thời đại của sư phụ, chúng ta đã quen với việc vô địch. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đạo lão nhị khẽ cười, thú vị, chỉ hai ả đàn bà mà đã khiến sư huynh sợ đến mất mật, đúng là càng sống càng hèn. Ông lão quay đầu nhìn y, sư phụ từng dặn, đừng tranh luận với những kẻ ngu, vì chúng sẽ kéo thấp trí tuệ của con xuống. Quả nhiên người nói đúng. Đạo lão nhị nhìn lại, sư huynh đừng quên. Đạo kinh kia là của đạo môn chúng ta, vậy mà bây giờ lại rơi vào tay người ngoài. Ngươi không có ý kiến gì sao? Thấy ông ta im lặng, y cười. Ngươi không có cách, nhưng ta có. Chắc rằng tam sư muội và tiểu sư đệ cũng sẽ không đồng ý để đạo kinh rơi vào tay người ngoài. Y nói xong thì rời đi, để lại ông lão thấp giọng thở dài. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên trở về vũ trụ ngũ duy. Mang theo Lý Thiện Thủy cùng bước vào đại điện. Bên trong, các cường giả đạo đình và nhóm quan âm đã tề tụ. Quan trọng nhất là Bạch Đế Tử cũng có mặt. Khả năng quản lý của ông ta thật sự quá kinh khủng, quan âm căn bản không bì kịp, thành thử mọi sự vụ lớn nhỏ không chỉ do nhóm nàng ta phụ trách mà Bạch Đế Tử cũng tham gia xử lý. Phía Diệp Huyên hiện nay không chỉ phải lo cho vũ trụ ngũ duy mà còn cả rất nhiều nơi khác như lục duy, đạo giới. Đạo đình, âm phủ, quan âm đã có phần quá tải, nhưng sau khi Bạch Đế Tử có mặt, áp lực của nàng ta đã được giải tỏa rất nhiều. Còn về tranh quyền lực gì đó, nàng ta và Bạch Đế Tử đều không có trình độ làm điều ấy, quyền lực không hề có nghĩa với họ. Những năm gần đây, vì thường xuyên xử lý bao công vụ bề bộn mà quan âm có phần lơ là tu luyện, hiện nay cũng đang dần bàn giao để bắt đầu tập trung tu luyện trở lại. Diệp Huyên nói với họ, nguy hiểm trước mắt đã được hóa giải, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Bạch Đế Tử bước ra, khẽ thi lễ với hắn, ta có chuyện muốn bẩm báo. Diệp Huyên, nói đi. Bạch Đế Tử gật đầu, chúng ta có ba việc phải làm. Thứ nhất, soạn thảo một bộ luật mà mọi người đều phải tuân thủ, sau này nó sẽ trở thành tiêu chuẩn để chúng ta quản lý thế giới này. Bất kể là ai phạm luật đều phải bị phạt nặng. Ta đã suy nghĩ cặn kẽ, chốc nữa sẽ trình cho cậu xem. Diệp Huyên lắc đầu,
không chỉ cho ta mà phải cho mọi người trong điện xem, càng phải cho người trong thiên hạ xem. Thấy ông ta nhìn lên, hắn nói, bộ luật này chính là cơ sở để thống trị thế giới về sau, vì vậy không thể chỉ do một hay vài người lập ra, mà phải do tất cả mọi người cùng tham dự. Những người khác nghe vậy thì liên tục gật gù tán thành. Bạch đế tử cũng gật đầu, rất tốt. Việc thứ hai, tuy nguy hiểm bên ngoài đã được giải trừ nhưng sẽ nhanh chóng xuất hiện nguy hiểm từ bên trong. Tất cả các thế lực đều đang thèm thuồng số quặng mỏ Diệp Minh Chủ lấy được trước kia, ngoài ra vũ trụ của chúng ta còn có nhiều vùng đất dư thừa linh khí, bọn họ cũng khao khát không kém. Rất nhiều người đã nổi tâm tư, vì vậy phải hết sức thận trọng trong việc phân phối quyền lợi. Suy tính chu đáo cặn kẽ của Bạch Đế Tử khiến Diệp Huyên không khỏi nhìn ông ta một phen. Quả vậy, rất nhiều thế lực đều sụp đổ từ nội loạn, vũ trụ ngũ duy cũng phải chú ý điều này. Bạch Đế Tử tiếp tục, việc thứ ba chính là dốc sức phát triển. Hiện nay chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bởi vì Diệp Minh Chủ mà đó chỉ là tạm thời mà thôi. Tương lai sau này, chúng ta có thể gặp phải hiểm họa càng lớn hơn. Diệp Huyên đen cả mặt. Nghe ông ta nói tiếp. Tóm lại, chúng ta phải có sức mạnh, phải có khả năng tự bảo vệ mình, đồng thời phải dốc toàn lực đào tạo những người ưu tú. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nói, tất cả lui ra, Bạch Đế Tử ở lại. Những người khác trao nhau một ánh mắt rồi làm theo, chỉ để hai người ở lại trong điện. Diệp Huyên hỏi, ông cho rằng bây giờ có phải lúc để lập lại trật tự không? Ông ta lắc đầu, không thích hợp. Hắn ra chiều khó hiểu, vì sao? Bạch Đế Tử khẽ nói, vì chúng ta có càng nhiều vấn đề phải xử lý hơn. Ví dụ như cân bằng các thế lực nội bộ, phân chia quyền lợi ra sao? Nếu không thể dàn xếp ổn thỏa, những vấn đề này sẽ trở thành một ngòi nổ âm thầm. Một ngày nào đó cậu không có ở đây, chỉ cần nó phát nổ thì cả vũ trụ ngũ duy sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Ông ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta chỉ có thể đi tới từng bước. Tuyệt đối không thể gấp gáp. Hơn nữa, ta cho rằng vấn đề cá nhân của cậu bây giờ không phải là vũ trụ ngũ duy hay trật tự, mà là sức mạnh và nguyên nhân tai ách. Ám Uyên đã bị diệt, nhưng tổ tiên Ám Uyên vẫn còn, liệu có trả thù hay không? Hơn nữa, quyền đạo kinh trọn vẹn trong tay cậu là một cám dỗ quá lớn, liệu có thể lực bí ẩn nào đến cướp hay không? Có lẽ họ không dám hành động công khai, nhưng lén lút thì sao? Chưa kể hai vị tiền bối kia đã rời đi, liệu cậu có thể lập tức gọi họ đến ngũ duy một khi có nguy hiểm hay không? Quan trọng nhất, các tiền bối rất mạnh, nhưng không có nghĩa là cậu cũng vậy, đã rõ chưa? Diệp Huyên im lặng. Lời tác giả muốn nói, hôm qua đi dạo thị trường bất động sản một chút, bỗng phát hiện mình hơi bị nghèo. Trong điện, Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên với ánh mắt phức tạp, Diệp Minh Chủ đừng cho rằng chúng ta đã không còn nguy hiểm. Thật ra hoàn toàn ngược lại. Theo hiểu biết của ta về cậu và kết quả điều tra, mọi việc chưa hề kết thúc. Diệp Huyên khẽ hỏi, là nguyên nhân tai ách. Cái gật đầu của ông ta khiến hắn rơi vào im lặng. Bạch Đế Tử tiếp tục, việc cấp bách trước mắt là cậu phải nâng cao sức mạnh, tốt nhất là đạt đến thành đạo cảnh, thậm chí là quy nhất cảnh. Hắn gật đầu, ta hiểu rồi. Bạch Đế Tử, đại đạo chi nhân và thần linh chi ấn mà tổ tiên cho cậu vẫn còn chứ? Đương nhiên. Cậu hiện nay chính là tín ngưỡng về mặt tinh thần của toàn bộ vũ trụ ngũ duy, mà tín ngưỡng này cần phải được cụ thể hóa. Ta sẽ phái người đi dựng tượng cậu ở các nơi khác nhau, để thế nhân tín ngưỡng cậu, khi ấy cậu có thể nhận được tín ngưỡng chi lực vô tận. Diệp Huyên cau mày, ông muốn tẩy não họ. Bạch Đế Tử lắc đầu, không. Vũ trụ ngũ duy hiện nay thật sự đang xem cậu là cột trụ tinh thần, là hết thảy của họ. Họ tự nguyện tin tưởng cậu, ta chỉ muốn thực chất hóa lòng tin đó để cậu hưởng dụng mà thôi. Hắn nghĩ ngợi rồi gật đầu, vậy được. Bạch Đế Tử tiếp tục, còn một việc nữa, những người bảo vệ đại đạo trước kia từng được ta triệu hồi cũng cần có tín ngưỡng chi lực. Cái này cần họ phải tự thân vận động, nhưng ta cũng sẽ xử lý ổn thỏa, không để xảy ra rối loạn. Ngoài ra, ta cũng sẽ tái thiết lập ngũ duy, lục duy, đạo giới và đạo đình, tận lực khiến mọi người hòa thành một thể, không còn phân biệt chiều không gian nào nữa. Diệp Huyên gật đầu, việc này là tất nhiên. Bạch Đế Tử, điều ta lo sợ nhất là bọn họ sẽ kết thành những đoàn thể nhỏ, khi ấy sẽ rất khó khăn để có thể quản lý.
Diệp Huyên, những chuyện này giao cho ông quản lý. Ông ta gật đầu, ta sẽ xử lý ổn thỏa công vụ của vũ trụ ngũ duy, về phần cậu thì phải nhanh chóng đề cao sức mạnh. Nếu có thể, phải làm hết mọi cách để Niệm Niệm cô nương khôi phục lại ký ức, khi ấy vũ trụ của chúng ta sẽ an toàn hơn. Diệp Huyên lắc đầu, việc này thì ta cũng chịu. Bạch Đế Tử hạ giọng, cô nương ấy cố tình đánh mất ký ức sao? Diệp Huyên, rất có thể. Bạch Đế Tử cau mày, vì sao lại vậy? Chẳng lẽ là vì nguyên nhân tai ách trên người cậu? Hắn thì thào, cũng có thể là vì nó. Vì sao Thanh Nhi áo trắng cũng không ở lại đây? Vì nàng ấy đã bị nguyên nhân tai ách ảnh hưởng, nên đã chọn cách lập tức rời đi. Nói cách khác, càng là người mạnh mẽ ở gần hắn, đặc biệt là những người có thể thay đổi quỹ đạo vận mệnh của mình, thì càng dễ bị nguyên nhân tai ách ảnh hưởng. Nhưng Niệm Niệm hiện nay lại không có sức mạnh, vì vậy không trở thành mục tiêu của nó. Là vì nguyên nhân này ư? Diệp Huyên không biết, chỉ biết Niệm Niệm làm vậy chắc chắn phải có lý do. Bạch Đế Tử thở dài đầy phức tạp, vậy chúng ta không nói về Niệm Niệm cô nương nữa, quay trở lại với cậu. Nghe nói cậu đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Bạch Đế Tử, rất nhiều người đang quan sát cậu. Hắn cười, muốn ta chia cho họ dùng chung sao? Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyên, vậy ông thấy ta có nên không? Bạch Đế Tử, việc này tùy thuộc vào cậu có muốn hay không? Nếu không muốn, không ai có thể ép buộc cậu. Diệp Huyên, ta đã hứa sẽ cùng hưởng với họ. Bạch Đế Tử, cho dù vậy cũng không thể tùy tiện chia sẻ. Có những người căn bản không đủ tu vi để lĩnh hội đạo kinh này, cậu hiểu ý ta chứ? Hắn gật đầu. Những chuyện này, cậu hãy tự mình xử lý đi. Nói xong, ông ta lui xuống. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong điện, đưa tay gọi 9 quyển đạo kinh ra. Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện cạnh hắn. Hắn nói với nàng ta, không ngờ ta thật sự thu thập đủ 9 quyển, nhưng không biết đây là phúc hay là họa. Diệp Chi Mệnh, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hắn cười, nói cũng phải. Ánh mắt hắn đặt trên 3 quyển cuối cùng. 2 quyển trong đó đến từ Ám Nguyên, lần lượt là Đạo và Pháp. Diệp Huyên cau mày, Đạo, Pháp. Diệp Chi Mệnh mở quyển Đạo ra đọc một hồi rồi nói, quyển này trình bày về ngự đạo cảnh và thành đạo cảnh, có thể giúp ngươi đạt tới 2 cảnh giới đó, thích hợp với ngươi bây giờ. Còn quyển Pháp này, Diệp Huyên, quy nhất cảnh. Nàng ta gật đầu, phải. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, nhóm đạo tổ cũng chưa đạt đến quy nhất cảnh. Diệp Chi Mệnh, những người ở thời đại của Triệu Chi Thanh thì sao? Diệp Huyên nghe vậy thì hiểu. Đạo tổ tuy không đạt đến quy nhất cảnh nhưng Triệu Chi Thanh chắc chắn đã đạt đến, thậm chí còn vượt qua. Nguyên nhân hiển nhiên không nằm ở đạo kinh, mà nằm trên những người thuộc thế hệ đạo tổ. Diệp Chi Mệnh hạ giọng, quyển pháp này quá cao thâm, ta cũng không hiểu mấy. Diệp Huyên khẽ kinh ngạc, đến cô cũng không hiểu sao. Nàng ta gật đầu, cảnh giới không đủ, không thể trải nghiệm. Tỷ như câu này, nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Nhìn mặt chữ thì dễ hiểu, nhưng ý nghĩa thật sự của nó là gì? Diệp Huyên cũng im lặng. Diệp Chi Mệnh, quyển đạo kinh này có hơn vạn chữ. Trình bày hơn 100 loại pháp. Thế giới này không chỉ có đạo, mà còn có pháp. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, vị tiền bối sáng tạo ra đạo kinh quả thật không hề tầm thường chút nào. Diệp Huyên gật đầu. Cường giả trên đời chia làm 2 loại, nằm trong và nằm ngoài phạm vi của đạo kinh. Sở dĩ nói người tạo ra đạo kinh vô cùng khủng bố là vì người ấy đã tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, là căn cơ cho mọi võ đạo được biết đến hiện nay. Diệp Chi Mệnh, chúng ta có thể nghiên cứu quyển pháp này. Nếu nghiên cứu được triệt để thì sẽ cực kỳ có lợi cho ngươi trên đường tu luyện. Về phần võ học đạo kinh và tâm pháp, ta tạm thời cũng không nhìn ra. Diệp Huyên gật đầu, cứ chậm rãi mà đi thôi. Như nghĩ đến gì đó, hắn chuyển sang quyển đạo kinh cuối cùng, bên trong không có chữ. Đạo kinh không chữ. Diệp Chi Mệnh lập tức lật lướt toàn bộ quyển sách. Sau đó ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong thật sự không có gì cả.
một quyển đạo kinh rỗng tuếch. Cả hai nhìn nhau với vẻ khó hiểu trong mắt. Diệp Huyên cau mày, chẳng lẽ bà Sa Tông lại đưa đồ giả? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, hẳn là không đâu. Diệp Huyên, ta cũng nghĩ vậy. Diệp Chi Mệnh, hình như Huyền Sơ cô nương kia còn chưa trở lại bà Sa Tông, chỉ bằng mời nàng ta đến đây xem thử. Diệp Huyên thu đạo kinh về rồi cùng Diệp Chi Mệnh biến mất khỏi đại điện. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tìm được Huyền Sơ đang ngồi ăn mì trong một quán ăn ở đạo thành. Sự xuất hiện của hắn khiến nàng ta ngây ra trong giây lát, đoạn đặt đũa xuống, hỏi có chuyện gì sao? Diệp Huyên cười, có việc muốn thỉnh giáo Huyền Sơ cô nương. Nói đi. Thấy hắn cầm quyển đạo kinh cuối cùng ra, Huyền Sơ hỏi. Tông chủ cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, nàng ta rơi vào im lặng. Hắn cười, ta đã thu thập đủ 9 quyển, đồng thời đã hứa là sẽ cùng chia sẻ với bà Sa Tông rồi. Huyền Sơ gật đầu, đoạn mở đạo kinh ra, nhưng khi nhìn thấy bên trong thì cũng không khỏi ngẩn người. Diệp Huyên chau mày, sao vậy? Huyền Sơ, trước kia đều là sư phụ truyền thụ đạo kinh cho ta bằng lời, chứ ta chưa bao giờ đọc qua nó. Diệp Huyên im lặng. Bỗng nhiên, một giọng nói xuất hiện sau lưng hắn, Diệp Minh Chủ có cần hỗ trợ không? Hắn quay lại, nhìn thấy một cô gái đứng đó không xa Việt Tôn. Nàng ta cười nói, phải chăng Diệp công tử đang nghi ngờ vì sao quyển đạo kinh này không có chữ? Hắn gật đầu, đúng vậy. Việt Tôn, nó quả thật không có chữ như vậy đấy. Diệp Huyên cau mày, vì sao? Nàng ta nhìn quyển sách, khẽ hỏi, Diệp công tử, đại đạo chân chính là gì? Diệp Huyên không đáp. Việt Tôn, đạo, không chỉ là đạo của vũ trụ, mà còn là đạo của tự nhiên. Đạo, nằm trong vạn vật nằm trong, đạo. Vạn sự vạn vật khác biệt mà chung nguồn, cùng chảy vào, đạo. Đại đạo là thứ thế nhân truy tìm, nhưng họ lại không biết đại đạo ở ngay trong tầm tay. Đạo chính là bản thân chính là đạo. Thấy hắn im lìm, nàng ta cười. Có phải nghe hơi khó hiểu không? Diệp Huyên gật đầu. Việt Tôn, ý trên mặt chữ thì dễ hiểu, nhưng ý nghĩa bên trong thì không như vậy. Tựa như thế nhân hay nói, nhìn, núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi, nhìn núi không phải núi, đây là một loại ý cảnh trong đời người. Nếu người nào đó chưa trải qua, người có nói thế nào hắn cũng không hiểu được. Nàng ta nhìn hắn, cười cười, đạo không chỉ là vật chất, hữu hình, tinh thần, của tư duy hay, quy luật, lý tính, mà là gốc rễ vũ trụ vô hình vô trạng, mờ ảo thiêng liêng đã tạo nên hết thảy. Vật chất, tinh thần, quy luật đều sinh ra từ đạo. Đạo là luồng khí nguyên thủy, là hỗn nguyên vô cực. Đạo lớn đến vô biên, nhỏ đến vô hạn, đơn giản đến bình dị, phức tạp đến tinh vi, huyền diệu đến thần kỳ, là cái nôi của tự nhiên, điểm chung của mọi sự khác biệt, là ngọn nguồn sinh ra vạn vật. Diệp công tử, quyển đạo kinh cuối cùng này bác đại tinh thâm, ngay cả bà Sa Tông ta cũng chỉ hiểu ra đôi chút từ nó, chẳng khác gì lấy cát bỏ biển. Nói đến đây, ánh mắt nàng ta nhìn quyển đạo kinh càng thêm phức tạp, tổ tiên bà Sa Tông từng nói rằng, học vấn trong quyển đạo kinh này là vô cùng vô tận, ông ấy có bỏ ra cả đời cũng không thể nghiên cứu thấu triệt, cho dù chỉ là 1/10 của nó. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên mới hỏi, tiền bối, chủ nhân của đạo kinh đã đi đâu? Việt Tôn, nghe nói đã qua đời rồi. Hắn sửng sốt, qua đời ư? Cái gật đầu của Việt Tôn càng khiến hắn cau mày, sao lại thế được? Nàng ta lắc đầu, không gì là không thể. Diệp Huyên, qua đời tự nhiên hay bị giết hại? Việt Tôn, điều này thì ta không rõ, nhưng có lẽ không phải tự nhiên. Một cường giả bực ấy, lại còn có thể nghiên cứu triệt để đạo kinh, sao có thể tự nhiên mà chết đi được? Nhưng nếu là bị người giết? Đến đây, nàng ta không tiếp tục nói nữa. Kiếm tiên nhất kiếm độc tôn bị sát hại ư? Diệp Huyên không khỏi im lặng. Chủ nhân của đạo kinh lại bị người khác giết chết, việc này có nghĩa thế nào, hắn không dám nghĩ đến. Bỗng Việt Tôn cười lên, đừng nghĩ những thứ này nữa. Diệp công tử hiện đã có 9 quyển đạo kinh trong tay, bên trong đều có võ học và tâm pháp. Ta thấy ngươi đã học được đạo quyền và đạo thể, vậy dứt khoát học luôn 3 quyển còn lại đi. Diệp Huyên, xin tiền bối chỉ điểm.
Việt Tôn nháy mắt, muốn ta chỉ điểm thì phải để ta đọc đạo kinh đấy. Hắn cười, ta đã nói sẽ chia sẻ đạo kinh với bà Sa Tông, chẳng lẽ Việt Tôn cô nương cho rằng ta chỉ nói đùa. Nàng ta bật cười, đã vậy thì ta thay mặt bà Sa Tông cảm ơn Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta bắt đầu thôi. Bạch đế tử nói đúng, việc cấp bách trước mắt là phải nâng cao sức mạnh. Mà đạo kinh chính là lối tắt nhanh nhất để hắn đạt được mục đích. Tiếc rằng hắn tuyệt đối không thấu hiểu nó bằng bà Sa Tông, nếu được họ hỗ trợ thì hắn sẽ có thể hiểu rõ đạo kinh nhanh hơn. Việt Tôn cười nói, Diệp công tử, lần này ta không đến một mình mà còn đưa theo vài vị trưởng lão bà Sa Tông. Bọn họ đã nghiên cứu đạo kinh trong thời gian rất dài, hiểu biết nó hơn hẳn người thường. Có họ giúp đỡ, công tử có thể hiểu rõ về đạo kinh hơn. Vừa dứt lời, bốn ông lão xuất hiện phía sau nàng ta, khẽ thi lễ với Diệp Huyên. Tham kiến Diệp công tử. Hắn cười, chúng ta bắt đầu thôi. Việt Tôn, tìm một nơi khác chứ. Diệp Huyên gật đầu. Bọn họ nhanh chóng đi vào kiếm điện. Nghiên cứu đạo kinh có tác dụng vô cùng to lớn, tất nhiên không thể thiếu nhóm A-La, An-Lan Tú và A-Tửu, vì vậy hắn cũng gọi họ đến. Trong điện, Diệp Huyên bày ra tất cả 9 quyển đạo kinh, khiến sắc mặt Việt Tôn nhuộm vẻ phức tạp, bởi nàng ta thật sự không ngờ hắn có thể thu thập được toàn bộ. Diệp Huyên lên tiếng, bắt đầu từ quyển thứ nhất đi. Quyển thứ nhất. Việt Tôn, không học 3 quyển cuối sao? Hắn chỉ cười, quyển đầu tiên. Nàng ta thoáng nhìn mấy cô gái có mặt thì lập tức hiểu ra, bèn nói với bốn ông lão phía sau. Chúng ta đi từ quyển thứ nhất, nhớ nói kỹ càng vào. Bọn họ gật đầu, sau đó bắt tay vào giảng giải đạo kinh. Quan Âm ngồi một bên ghi chép theo lệnh Diệp Huyên, bản thân hắn thì chăm chú lắng nghe. Bởi trong lời giảng của bốn vị này có những tri thức mà hắn và Quan Âm đều không phát hiện ra. Điều đáng nói là Niệm Niệm cũng có mặt tại đây, nhưng không ai để ý thấy cô bé thi thoảng sẽ lắc đầu khi nghe bốn ông lão giải thích, dường như đang nói như vậy là sai rồi. Chấm chấm chấm. Cổ Thần Uyên. Người phấn khởi nhất trước sự sụp đổ của Ám Uyên không ai khác ngoài Cổ Thần Uyên. Hai bên đã tranh qua đấu lại suốt bao nhiêu năm qua. Vậy mà bây giờ Ám Uyên lại bị xóa sổ, biến Cổ Thần Uyên thành thế lực độc đại tại tinh vực này. Tô Chiết lẳng lặng đứng trên đỉnh một kim tự tháp nhìn ông lão tóc trắng đứng trước mặt. Người này vừa là sư tôn của lão ta, vừa là người đứng đầu Cổ Thần Uyên hiện tại. Ông lão khẽ mở miệng, nghe nói Diệp công tử đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh. Tô Chiết gật đầu. Ông lão cười, vũ trụ ngũ duy lúc này hẳn đang rất cần nhân lực. Vậy thầy trò chúng ta cùng đến đó, xem Diệp công tử có cần hỗ trợ hay không. Sắc mặt Tô Chiết trở nên kỳ lạ. Đến đó để giúp đỡ sao? Rõ ràng là muốn đến đọc đạo kinh. Nhưng cũng không thể trách được, bởi vì đạo kinh có một sức hấp dẫn khổng lồ, đặc biệt là với người như sư tôn lão ta. Hai người nhanh chóng rời khỏi Cổ Thần Uyên, đi về phía vũ trụ ngũ duy. Chấm chấm chấm. Đạo chủng chi địa. Trong điện, thượng chủ mỉm cười, nói với nhóm La Hầu, không muốn nói gì sao. La Hầu do dự, gần đây nhàn rỗi, chỉ bằng đi chơi giải sầu một phen. A Khổ Vương gật đầu, đúng vậy, hay là đến vũ trụ ngũ duy đi, phong cảnh nơi ấy đẹp lắm. Thượng chủ cười ha hả, vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy đi về phía ngũ duy. Chấm chấm chấm. Hiện giờ có ai còn không biết Diệp Huyên đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh trong tay, cũng có ai mà không thèm khát. Đồng thời cũng không có ai dám nổi ý xấu. Nhìn Ám Uyên mà xem, mạnh như vậy mà cũng bị xóa sổ chỉ trong một đêm duy nhất. Nhưng trên đời luôn có ngoại lệ. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời vũ trụ ngũ duy, có một ông lão và một nam thanh niên lẳng lặng đứng đấy. Ông lão dõi mắt nhìn xuống, khẽ nói, không ngờ thật sự có người có thể thu thập đầy đủ đạo kinh. Quả là thú vị. Thanh niên cũng liếc xuống, chúng ta cướp. Ông lão liếc nhìn, lấy gì để cướp? Bên dưới có ít nhất 10 cường giả quy nhất cảnh, ông cháu ta đủ cho người ta đánh sao? Thanh niên cũng chỉ có 10 mấy mà thôi. Kiếm tiên nhất kiếm độc tôn bị sát hại ư.
Diệp Huyên không khỏi im lặng. Chủ nhân của đạo kinh lại bị người khác giết chết, việc này có nghĩa thế nào, hắn không dám nghĩ đến. Bỗng Việt Tôn cười lên, đừng nghĩ những thứ này nữa. Diệp công tử hiện đã có 9 quyển đạo kinh trong tay, bên trong đều có võ học và tâm pháp. Ta thấy ngươi đã học được đạo quyền và đạo thể, vậy dứt khoát học luôn 3 quyển còn lại đi. Diệp Huyên, xin tiền bối chỉ điểm. Việt Tôn nháy mắt, muốn ta chỉ điểm thì phải để ta đọc đạo kinh đấy. Hắn cười, ta đã nói sẽ chia sẻ đạo kinh với bà Sa Tông, chẳng lẽ Việt Tôn cô nương cho rằng ta chỉ nói đùa. Nàng ta bật cười, đã vậy thì ta thay mặt bà Sa Tông cảm ơn Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta bắt đầu thôi. Bạch đế tử nói đúng, việc cấp bách trước mắt là phải nâng cao sức mạnh. Mà đạo kinh chính là lối tắt nhanh nhất để hắn đạt được mục đích. Tiếc rằng hắn tuyệt đối không thấu hiểu nó bằng bà Sa Tông, nếu được họ hỗ trợ thì hắn sẽ có thể hiểu rõ đạo kinh nhanh hơn. Việt Tôn cười nói, Diệp công tử, lần này ta không đến một mình mà còn đưa theo vài vị trưởng lão bà Sa Tông. Bọn họ đã nghiên cứu đạo kinh trong thời gian rất dài, hiểu biết nó hơn hẳn người thường. Có họ giúp đỡ, công tử có thể hiểu rõ về đạo kinh hơn. Vừa dứt lời, 4 ông lão xuất hiện phía sau nàng ta, khẽ thi lễ với Diệp Huyên. Tham kiến Diệp công tử. Hắn cười, chúng ta bắt đầu thôi. Việt Tôn, tìm một nơi khác chứ. Diệp Huyên gật đầu. Bọn họ nhanh chóng đi vào kiếm điện. Nghiên cứu đạo kinh có tác dụng vô cùng to lớn, tất nhiên không thể thiếu nhóm A-La, An Lan Tú và A Tử, vì vậy hắn cũng gọi họ đến. Trong điện. Diệp Huyên bày ra tất cả 9 quyển đạo kinh, khiến sắc mặt Việt Tôn nhuộm vẻ phức tạp, bởi nàng ta thật sự không ngờ hắn có thể thu thập được toàn bộ. Diệp Huyên lên tiếng, bắt đầu từ quyển thứ nhất đi. Quyển thứ nhất. Việt Tôn, không học 3 quyển cuối sao? Hắn chỉ cười, quyển đầu tiên. Nàng ta thoáng nhìn mấy cô gái có mặt thì lập tức hiểu ra, bèn nói với 4 ông lão phía sau. Chúng ta đi từ quyển thứ nhất. Nhớ nói kỹ càng vào. Bọn họ gật đầu, sau đó bắt tay vào giảng giải đạo kinh. Quan Âm ngồi một bên ghi chép theo lệnh Diệp Huyên, bản thân hắn thì chăm chú lắng nghe, bởi trong lời giảng của 4 vị này có những tri thức mà hắn và Quan Âm đều không phát hiện ra. Điều đáng nói là Niệm Niệm cũng có mặt tại đây, nhưng không ai để ý thấy cô bé thi thoảng sẽ lắc đầu khi nghe 4 ông lão giải thích, dường như đang nói như vậy là sai rồi. Chấm chấm chấm. Cổ thần Uyên. Người phấn khởi nhất trước sự sụp đổ của Ám Uyên không ai khác ngoài cổ thần Uyên. Hai bên đã tranh qua đấu lại suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà bây giờ Ám Uyên lại bị xóa sổ, biến cổ thần Uyên thành thế lực độc đại tại tinh vực này. Tô Chiết lẳng lặng đứng trên đỉnh một kim tự tháp nhìn ông lão tóc trắng đứng trước mặt. Người này vừa là sư tôn của lão ta, vừa là người đứng đầu cổ thần Uyên hiện tại. Ông lão khẽ mở miệng, nghe nói Diệp công tử đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh. Tô Chiết gật đầu. Ông lão cười, vũ trụ ngũ duy lúc này hẳn đang rất cần nhân lực, vậy thầy trò chúng ta cùng đến đó, xem Diệp công tử có cần hỗ trợ hay không. Sắc mặt Tô Chiết trở nên kỳ lạ. Đến đó để giúp đỡ sao? Rõ ràng là muốn đến đọc đạo kinh. Nhưng cũng không thể trách được, bởi vì đạo kinh có một sức hấp dẫn khổng lồ. Đặc biệt là với người như sư tôn lão ta. Hai người nhanh chóng rời khỏi cổ thần Uyên, đi về phía vũ trụ ngũ duy. Chấm chấm chấm. Đạo chủng chi địa. Trong điện, thượng chủ mỉm cười, nói với nhóm La Hầu, không muốn nói gì sao. La Hầu do dự, gần đây nhàn rỗi, chỉ bằng đi chơi giải sầu một phen. A Khổ Vương gật đầu, đúng vậy, hay là đến vũ trụ ngũ duy đi. Phong cảnh nơi ấy đẹp lắm. Thượng chủ cười ha hả, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy đi về phía ngũ duy. Chấm chấm chấm. Hiện giờ có ai còn không biết Diệp Huyên đã thu thập đủ 9 quyển đạo kinh trong tay, cũng có ai mà không thèm khát. Đồng thời cũng không có ai dám nổi ý xấu. Nhìn Ám Huyên mà xem, mạnh như vậy mà cũng bị xóa sổ chỉ trong một đêm duy nhất. Nhưng trên đời luôn có ngoại lệ. Trên bầu trời vũ trụ ngũ duy, có một ông lão và một nam thanh niên lẳng lặng đứng đấy. Ông lão dõi mắt nhìn xuống,
khẽ nói, không ngờ thật sự có người có thể thu thập đầy đủ đạo kinh, quả là thú vị. Thanh niên cũng liếc xuống, chúng ta cướp. Ông lão liếc nhìn, lấy gì để cướp? Bên dưới có ít nhất 10 cường giả quy nhất cảnh, ông cháu ta đủ cho người ta đánh sao? Thanh niên, cũng chỉ có mười mấy mà thôi. Đứng trước đạo đan, nói không động tâm là giả. Bạch đế tử hiện nay đã đến ngự đạo cảnh, mục tiêu kế tiếp chính là thành đạo cảnh, nhưng ông ta cuối cùng lại không nhận viên đan, chỉ cười nói. Lễ vật của công tử quá nặng, lão hủ không thu được. Về việc gặp gỡ Diệp Minh Chủ, công tử và các tộc nhân có thể chờ thêm chốc lát, cậu ấy sắp xuất hiện rồi. Sau đó ông ta ôm quyền rời đi, để lại Nam Việt Tu với một tia kinh ngạc trong mắt, không ngờ lão già này lại có thể cự tuyệt cám dỗ. Bạch đế tử sao có thể không từ chối cho được, bởi nếu nhận nó thì tương đương với đẩy bản thân vào thế bí. Trong vũ trụ ngũ duy hiện nay, có thể nói ông ta là người nắm quyền lực lớn nhất chỉ sau Diệp Huyên, nếu tham nhũng thì sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu. Càng mấu chốt hơn nữa, nếu cấp dưới học theo loại hành vi này, vậy chẳng phải trật tự mà ông ta muốn thành lập sẽ đổ sông đổ biển hết sao? Bạch đế tử vì sao lại thần phục Diệp Huyên? Vì tiền đồ. Không. Thứ ông ta muốn là lập lại trật tự. Nam Việt Tu thu viên đan về, sau đó quay sang ông lão và người thanh niên ở xa, mỉm cười lên tiếng, ra là Kỳ trưởng lão và Khánh đệ. Nam Việt Kỳ cong môi đáp, thất công tử cũng đến. Nam Việt Tu gật đầu, việc trọng đại như đạo kinh tề tựu, ta tất nhiên phải đến tham gia rồi. Nam Việt Kỳ, xem ra Huyền Thành và những gia tộc khác cũng đã biết tin. Nam Việt Tu cười, đó là đương nhiên. Nhưng theo ta biết, thành chủ Huyền Thành đang dùng toàn lực điều tra Diệp công tử, không rõ đang mang thái độ gì. Đôi mày Nam Việt Kỳ khẽ cau mày, điều tra ư. Ta không biết họ điều tra gì về người này, nhưng ắt hẳn không hề đơn giản. Nam Việt Tu gật đầu, đoạn nhìn Nam Việt Kỳ, đại trưởng lão. Việc bây giờ đã không còn là chuyện riêng, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Nam Việt Kỳ đáp, tất nhiên. Trong một gia tộc chắc chắn sẽ xảy ra nội đấu, nhưng cũng phải biết xem tình huống thế nào rồi mới đấu. Nếu đương lúc gặp ngoại địch, đấu đá nội bộ chính là đại kỵ trong gia tộc. Tổ tiên Nam Việt từng để lại di ngôn, rằng người trong tộc có thể tranh đoạt chức thế tử, nhưng tuyệt đối không được cấu kết với người ngoài, ra tay với tộc nhân. Phàm là có kẻ dám trái lời, bất kỳ ai trong tộc đều có thể gọi lên một tia phân hồn do tổ tiên để lại, trừng phạt nghiêm minh. Chính nhờ vị tổ tiên này mà không ai dám làm bậy, mới có thể giữ cho gia tộc Nam Việt hưng thịnh suốt ngần ấy năm. Chỉ cần dùng mưu hèn kế bẩn, thì cho dù đã ngồi lên chức tộc trưởng, đứng trước phân hồn của tổ tiên cũng chỉ còn nước bị xóa sổ. Có thể cạnh tranh, nhưng phải cạnh tranh lành mạnh. Nam Việt Tu nhìn bốn phía, cười nói, Kỳ trưởng lão, ban nãy khi vừa đến đây, ta có đi dạo một vòng quanh vũ trụ này. Ông có để ý rằng nơi này rất bất thường không? Nam Việt Kỳ, vì sao lại nói vậy? Nam Việt Tu thả nhẹ giọng, nếu ta đoán không sai thì Diệp công tử này có dã tâm rất lớn, muốn tái lập trật tự như đạo đình năm xưa. Thấy ông ta im lặng, gã tiếp tục. Chưa kể người dân nơi này vô cùng tín nhiệm hắn, trong lòng họ. Diệp công tử chính là thần linh. Gã đưa mắt nhìn Nam Việt Kỳ, nếu đúng như những gì ta đoán, tín ngưỡng chi lực lại sắp xuất hiện rồi. Nam Việt Kỳ, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Nam Việt Tu cười, đúng thế. Nhưng vị Diệp công tử này rõ ràng không dễ chèn ép chút nào, để xem những người ấy có dám ra tay hay không. Nam Việt Kỳ, không phải đạo đình năm ấy cũng như mặt trời ban trưa sao? Vậy mà suýt nữa đã bị ép cho số sổ. Nếu không có Triệu Chi Thanh kia thì họ đã bị tiêu diệt rồi, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn bị lưu đày đấy thôi. Nam Việt Tu lắc đầu, khác chứ, khác rất nhiều. Nam Việt Kỳ, khác nơi nào? Nam Việt Tu cười, ta đã điều tra, biết được Diệp công tử này vốn là kẻ thù cũ của đạo đình. Nhưng thanh chủ vừa thấy hắn thì lập tức trở tay diệt thân xác đạo tổ, lập hắn lên làm đạo chủ. Nói cách khác, thanh chủ cực kỳ xem trọng hắn, ắt phải có lý do nào đó. Nam Việt Kỳ, thế lực sau lưng Diệp công tử. Nam Việt Tu gật đầu, ba người xuất hiện trước kia, một vị dùng một tia phân thân giết được nhân tôn Ám Uyên.
không ai biết người này từ đâu đến, thực lực cao đến đâu. Người thứ hai, chính là cô gái áo trắng, dùng một nắm đấm tiêu diệt Ám Uyên, sức mạnh chắc chắn nằm trên quy nhất cảnh, thậm chí đã đạt đến cấp bậc trong truyền thuyết hoặc cao hơn cả thế. Cường giả bực này, dù là huyền thành cũng phải kiêng kỵ sáu phần. Nữ kiếm tu còn lại, Tư Đồ Thính Vân, từng là tông chủ kiếm tông. Nàng ta tuy ít khi ra tay nhưng sức mạnh có lẽ không thua gì cô gái áo trắng. Gã nhìn Nam Việt Kỳ, chỉ hai người này cũng đủ khiến huyền thành và nơi kia sợ hãi. Ông ta hạ giọng đáp, có thể, nhưng không nhất định chỉ gây sợ hãi không thôi. Nam Việt tu cong môi, đúng vậy. Việc Diệp công tử muốn tái lập trật tự, khôi phục tín ngưỡng chi lực sẽ đụng chạm đến lợi ích của một số người. Chưa kể trong tay hắn còn nắm giữ đạo kinh hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ khiến người thèm thuồng. Bọn họ cũng không còn lựa chọn khác. Một khi Diệp công tử lập lại trật tự, liệu có cứu những người từng bị đạo đình lưu đày trước kia, tỉ như thanh chủ, hay không? Mà một khi họ thoát được, ông cho rằng nơi ấy sẽ để yên cho Diệp Huyên đi cứu họ sao? Nam Việt Kỳ im lặng. Nam Việt tu tiếp tục, nơi này thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng thật ra là bốn bể nguy nan. Đây cũng là một thử thách với gia tộc Nam Việt chúng ta. Đi theo Diệp công tử có thể được hưởng dụng đạo kinh hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể dẫn lửa thiêu thân. Nam Việt Kỳ im lặng. Nam Việt Khánh bỗng lên tiếng, chúng ta có thể dùng vật phẩm để trao đổi với Diệp công tử. Sau khi xem đạo kinh rồi thì không còn liên hệ gì với hắn nữa. Nam Việt Kỳ lắc đầu. Nam Việt tu cười hỏi, nếu Diệp công tử cũng ngây ngô như cửu đệ thì tốt rồi. Người thanh niên cau mày, người có ý gì? Nam Việt tu, cửu đệ cho rằng gia tộc chúng ta có gì sánh ngang được với đạo kinh sao? Môi Nam Việt Khánh giật giật nhưng không lời nào thoát ra. Quả thật không có. Nam Việt tu, ngươi cho rằng Diệp công tử sẽ để chúng ta cứ thế mà đọc đạo kinh ư? Chắc chắn là không rồi. Ngay cả ông lão vừa nãy đã không hề đơn giản, chẳng lẽ Diệp công tử lại là hạng người hiền lành? Nam Việt Khánh không nói gì. Nam Việt tu cười. Để đọc được đạo kinh, chúng ta có thể phải trả một cái giá khổng lồ. Nam Việt Kỳ thấp giọng hỏi, ý gia chủ thế nào? Chỉ bảo ta đến tìm hiểu Diệp công tử này thôi. Nam Việt tu nhún vai, sau đó nhìn về phía chân trời, không chỉ có tộc Nam Việt chúng ta mà huyền thành, cổ tộc, si tộc, vân vân đều đã phái người đến vũ trụ này. Ta tin rằng họ không chỉ điều tra về Diệp công tử mà còn về thế lực sau lưng hắn. Xem họ rốt cuộc từ nơi nào mà đến. Nam Việt Kỳ nhìn bốn phía, chúng ta cũng đã điều tra nhưng không thu được bất kỳ thông tin nào, đúng không? Nam Việt tu gật đầu, không sai, đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Những người sau lưng hắn mạnh đến vậy, nhưng không chỉ vũ trụ này mà ngay cả chúng ta cũng không biết tí ti gì về họ. Vấn đề nằm ở chỗ bây giờ họ đang ở đâu? Chẳng lẽ đang ẩn thân, âm thầm tu luyện? Nam Việt Kỳ, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Diệp công tử này rồi. Nam Việt tu khẽ cười, sau đó quay sang Nam Việt Khánh, ta biết Khánh đệ rất mạnh, nhưng chốc nữa, nhớ hãy giữ lễ tiết khi ra mắt Diệp công tử. Chúng ta cho dù không thể hợp tác, cũng tuyệt đối không thể trở mặt thành thù. Hắn ta lạnh lùng đáp, không cần ngươi phải dạy. Nam Việt tu bật cười, ta chỉ nhắc nhở thôi. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện trước mặt họ, ba vị. Diệp Minh chủ cho mời. Nam Việt tu ôm quyền, đa tạ. Nhóm Việt tôn vẫn đang giảng đạo kinh nơi kiếm điện nên Diệp Huyên không tiếp họ tại đó. Dưới sự hướng dẫn của Bạch Đế Tử, ba người nhanh chóng đi vào một gian điện. Nam Việt Kỳ bước vào, vừa thấy Diệp Huyên thì ôm quyền cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyên trả lễ, ba vị đến từ gia tộc Nam Việt. Nam Việt Kỳ, đúng vậy. Hắn đưa tay, mời ngồi. Đợi mọi người đã yên vị, Nam Việt Kỳ mới hỏi, Diệp công tử, ta sẽ không nói vòng vo. Lần này đến đây, ta muốn thay mặt gia tộc Nam Việt hợp tác cùng cậu. Hắn cười, vì đạo kinh. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên, không biết gia tộc Nam Việt định dùng gì để trao đổi. Nam Việt Kỳ bỗng cứng họng, không biết nên nói gì. Lấy gì để trao đổi? Gì cũng không được. Nam Việt tu bỗng mở miệng, Diệp công tử, kỳ trưởng lão chỉ đang giỡn mà thôi. Thật ra mục đích của chúng ta là để làm quen với công tử.
Diệp Huyên nhìn gã, vậy sao? Nam Việt Tu cười cười, đúng vậy. Chúng ta nghe rằng Diệp công tử là kỳ tài ngút trời, người đứng đầu thế hệ trẻ hiện nay. Chúng ta đến đây là để làm quen, xem có thể kết bạn hay không. Diệp Huyên lắc đầu, không dám nhận đứng đầu thế hệ trẻ. Về phần kết bạn, Diệp Huyên ta bằng lòng. Nam Việt Tu, chẳng hay Diệp công tử hiểu biết thế nào về lịch sử đạo đình. Diệp Huyên, chỉ giới hạn trong thế hệ này thôi. Nam Việt Tu suy tư một hồi rồi nói, đạo đình từng trải qua thời kỳ huy hoàng sáng chói vô cùng, đặc biệt là vào thời đại của Thanh Chủ. Khi ấy, tín ngưỡng chi lực của họ khiến chư thiên vạn giới phải kiêng dè. Nhưng sau đó, đạo đình bỗng dưng suy thoái khi những người cùng thế hệ với Thanh Chủ mất tích, Diệp công tử có biết vì sao không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Rồi trước khi Nam Việt Tu mở miệng, hắn nói tiếp cũng không muốn biết. Nam Việt Tu sửng sốt. Diệp Huyên chỉ cười, ta hiện đang cùng các cường giả Bà Sa Tông nghiên cứu chín quyển đạo kinh, ba vị có hứng thú không? Nghe vậy, Nam Việt Tu lẫn Nam Việt Kỳ đều không đáp. Mà Nam Việt Khánh lại lên tiếng, có, nhưng ngươi sẽ cho chúng ta xem sao. Nam Việt Tu không khỏi lắc đầu, đứa đệ đệ ngốc này. Nam Việt Kỳ cũng làm vậy. Vì sao người ta lại phải cho chúng ta xem chứ? Diệp Huyên nhìn Nam Việt Khánh, cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên cho ngươi xem à? Nam Việt Khánh đang định đáp lời thì Diệp Huyên lại đứng dậy rời đi. Hắn không biết gia tộc Nam Việt này là thế lực gì, nhưng có thể chắc chắn là đối phương muốn nhận được lợi ích, nhưng lại không muốn bỏ ra quá nhiều công sức. Nếu đã như thế thì cũng không cần phải hợp tác nữa. Dù Diệp Huyên hắn chia sẻ đạo kinh, nhưng chỉ chia sẻ với những người từng giúp đỡ hắn, những người trước mắt chưa từng giúp hắn, tại sao hắn phải chia sẻ với bọn họ chứ? Diệp Huyên hắn cũng không phải Phật sống, cũng không phải làm từ thiện. Hơn nữa không phải đạo kinh nào hắn cũng chia sẻ. Ví dụ như hắn chỉ chia sẻ quyển thứ nhất và quyển thứ hai với một vài cao thủ độn nhất cảnh, chứ không chia sẻ mấy quyển cuối cùng với bọn họ, vì thế không hề có lợi, mà còn dẫn đến tai họa cho đối phương. Cũng như lời Bạch Đế Tử từng nói, đạo kinh có thể chia sẻ, nhưng không thể chia sẻ bừa bãi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Nam Việt Kỳ nhìn về phía Nam Việt Tu nhẹ giọng nói, thứ hắn ta muốn, ba người chúng ta không thể tự quyết định. Nam Việt Khánh ở bên cạnh hơi nhíu mày, hắn muốn gì? Nghe vậy, Nam Việt Kỳ khẽ thở dài. Lúc này ông ta chợt hiểu, thật ra Nam Việt Khánh cũng không thích hợp làm thế tử của gia tộc, dù hắn ta là người có thiên phú cao nhất trong tất cả công tử, cũng là người có thực lực nhất. Nhưng hiểu biết về đạo lý đối nhân xử thế lại là thấp nhất. Thật ra đây cũng là chuyện bình thường, vì Nam Việt Khánh quanh năm ở trong gia tộc chuyên tâm tu luyện, rất ít khi để tâm chuyện bên ngoài, cho nên về phương diện đối nhân xử thế, hắn ta kém hơn các công tử khác rất nhiều. Nam Việt Tu cười nói, Diệp công tử này muốn chúng ta giúp đỡ hắn, nói cách khác là hắn muốn ràng buộc chúng ta với mình. Nam Việt Khánh trầm giọng nói, không phải mọi người nói thế lực đứng sau hắn cực kỳ to lớn ư. Vậy ràng buộc với hắn thì có vấn đề gì chứ? Nam Việt Tu cười nói, vấn đề rất lớn. Chúng ta đều biết thế lực đứng sau hắn cực kỳ to lớn, nhưng kẻ thù của hắn thì sao? Kẻ thù trước mắt gia tộc Nam Việt chúng ta đều không thể trêu vào. Nhưng ai biết hắn có còn kẻ thù khác không? Nam Việt Khánh im lặng. Nam Việt Tu lại nói, ràng buộc với Diệp công tử sẽ nhận được nhiều lợi ích, nhưng cũng rất nguy hiểm, hơn nữa còn là những nguy hiểm tiềm tàng. Nói xong, ông ta lắc đầu cười khẽ, vừa muốn nhận được lợi ích lại không muốn bỏ công sức ra, đúng là lòng người. Nam Việt Khánh đột nhiên nói, Nam Việt tộc chúng ta nhất định phải có được đạo kinh kia sao? Nam Việt Tu im lặng. Nam Việt Khánh lại nói, nếu không phải nhất định phải có được, chúng ta hoàn toàn có thể không dính vào vũng nước đục này. Nam Việt Tu cười nói, đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng đạo kinh này là một cơ hội với gia tộc Nam Việt chúng ta. Ngươi biết không, rất nhiều lúc, một cơ hội cũng đủ để thay đổi cả gia tộc. Dù cũng có thể khiến gia tộc rơi vào tình cảnh không thể quay đầu. Nhưng ai không muốn liều một lần chứ? Nam Việt Khánh lắc đầu, Diệp Huyên này sẽ không cho chúng ta được lợi mà không bỏ chút công sức nào ra đâu. Nói xong,
hắn ta đứng dậy rời đi. Trong điện, Nam Việt Tu cười một tiếng, xem ra chuyện này chỉ có thể để gia chủ quyết định thôi. Lựa chọn liên quan đến thịnh suy của gia tộc thế này, một trưởng lão như ông ta không thể nào quyết định được. Nam Việt Kỳ gật đầu, đi về trước đã. Nói xong, ông ta và Nam Việt Tu đứng dậy rời đi. Ngoài điện, Nam Việt Tu cười nói, Kỳ trưởng lão, ông về trước đi. Ta đi dạo ở vũ trụ này một lát. Nam Việt Kỳ nhìn Nam Việt Tu, gật đầu cẩn thận đấy. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Kiếm điện. Sau khi Diệp Huyên trở về kiếm điện, mấy người Việt Tôn vẫn đang nghiên cứu đạo kinh. Trước đó là nghiên cứu, còn bây giờ là thảo luận. Niệm Niệm ở bên cạnh cũng im lặng lắng nghe. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Niệm Niệm ngồi xuống, thấy Diệp Huyên, Niệm Niệm lập tức cười tươi, tay phải của nàng ta rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Diệp Huyên. Diệp Huyên cười hỏi, nghe hiểu không? Niệm Niệm chớp mắt, hiểu. Diệp Huyên sửng sốt. Niệm Niệm nhìn mấy người Việt Tôn, các nàng nói sai rất nhiều chỗ. Nghe thấy lời của Niệm Niệm, tất cả mọi người trong điện đều im lặng nhìn về phía nàng ta. Không một ai cho rằng Niệm Niệm đang nói bậy. Người trước mặt bọn họ là ai? Chính là Thiên Đạo Ngũ Duy đấy. Diệp Chi Mệnh đi tới trước mặt Niệm Niệm, nàng ta cười khẽ, chúng ta sai ở đâu thế? Niệm Niệm chớp mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ta. Diệp Huyên cười, không sao, cứ mạnh dạn nói đi. Niệm Niệm do dự một hồi, sau đó chỉ vào một quyển đạo kinh trong đó, quyển đạo kinh này không phải dạy người thành đạo như thế nào, mà đang dạy người hiểu đạo. Vì chúng ta vốn là một phần của đạo, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Đạo chính là ta, có lẽ rất nhiều người đều không hiểu điều này, còn đi tìm kiếm khắp nơi. Nói đến đây, nàng ta nhìn mọi người, khi thấy mọi người đang nhìn mình, nàng ta vội cúi đầu. Một ông lão của bà Sa Tông ở bên cạnh run rẩy nói, người nói tiếp đi. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên cười khẽ, khích lệ, nói tiếp đi. Niệm Niệm hơi do dự, sau đó gật đầu, quyển đạo kinh này chỉ đang nói đạo của chúng ta là cái gì, phải hiểu đạo, nhận đạo như thế nào, chứ không phải chỉ các ngươi làm sao để thành đạo, vì các ngươi vốn là một phần của đạo, chỉ là vẫn chưa hiểu rõ mà thôi. Nói xong, nàng ta nhìn mọi người trong điện, hướng nghiên cứu của các ngươi sai rồi. Trong điện trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên cũng im lặng. Phương hướng sai rồi. Đạo là gì? Thật ra mình chính là một phần của đạo. Mọi người không phải cần tìm cách thành đạo, mà là nên nghĩ cách hiểu mình, chính là hiểu đạo. Sau khi hiểu đạo còn cần thành đạo nữa sao? Lúc này, Niệm Niệm lại chỉ vào quyển đạo kinh thứ nhất, đột nhất, quyển này nói về đột nhất, chứ không phải muốn các ngươi trốn khỏi đại đạo, vì dù sau khi thoát khỏi, các ngươi vẫn sẽ ở trong đạo. Diệp Chi Mệnh hỏi, tại sao? Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, vì ngươi chính là đạo, ngươi trốn đi đâu được. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, vậy đột nhất này chỉ cái gì? Niệm Niệm cười đáp, đột nhất này là chỉ không xác định. Không xác định. Mọi người nhìn về phía Niệm Niệm, một ông lão trong đó cung kính hỏi, các hạ, không xác định ở đây là có ý gì? Niệm Niệm cười tươi, thứ không xác định chính là số mệnh cũng là một trong những đại đạo. Nhưng số mệnh là không xác định. Cũng giống như ngươi sinh ra trong một gia đình thế nào, hoàn cảnh ra sao đều không thể xác định được, nhưng ngươi có thể thay đổi số mệnh, cũng chính là đột nhất. Ngươi cố gắng vượt qua nó, thay đổi bản thân, tự mình trở thành đột nhất đó, nhưng vẫn ở trong đạo, có điều ngươi đã có năng lực khống chế số mệnh của mình. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói cách khác, cho dù chúng ta có làm thế nào thì chúng ta vẫn còn ở trong đạo. Niệm Niệm gật đầu, quyển sách này đúng là có ý đó. Vì các ngươi vốn là một phần của đạo, nói đến cái này. Nói đến đây, nàng ta hơi do dự, sau đó lại nói, nhưng nếu ngươi rất mạnh, ngươi sẽ có thể nghịch đạo. Diệp Chi Mệnh hơi khó hiểu, nghịch đạo. Niệm Niệm gật đầu, đạo có tồn tại, nhưng chúng ta có thể nghịch nó, cũng có thể phá nó, thậm chí là diệt nó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.